Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 61, nguy hiểm nặng nề. Diệp Thần Phong, Vương Lực, Vũ Khôn Minh nhóm đợi một người được, trông lên trước mặt thật dài lối đi thủy chung không có mại khai bộ tử, càng là lộ ra vẻ an toàn lúc, thường thường trong đó cũng cất giấu vô hạn sát ý. Theo ta đoán cái thông đạo này cũng không phải là đơn giản như vậy, trên mặt đất hoặc là trên vách tường khẳng định cài đặt cơ quan cùng bẫy dập. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Nếu đám này phần tử khủng bố không có ở lối vào đại làm văn, như vậy bọn họ khẳng định ở trụ sở dưới đất nội bộ bố trí thiên la địa võng, để cho tự tiện xông tới khách không mời mà đến chỉ có tới chớ không có lui. Ta cũng vậy đồng ý Thần Phong theo lời, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Khôn Minh tùy theo phụ họa nói. Kia hai người các ngươi nói hẳn là muốn như thế nào làm. Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này ngu đứng sao? Vương Lực khó chịu hỏi, hắn gặp phải chuyện khẩn cấp lúc. Chính là chỗ này cái tánh tình nóng này. Nếu như người muốn chịu chết lời mà nói, có thể chính mình đi tới thử nhìn một chút. Vừa nói Diệp Thần Phong theo mặt đất nhặt lên một khối tương đối lớn tảng đá, dùng sức hướng mặt trước thật dài lối đi phía trên ném đi. Cạch 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 lách tách. Lối đi trên mặt đất nhận lấy nghiêm trọng đụng nhau, theo hai bên trên vách tường toát ra tính ra đem toàn bộ tự động súng máy không ngừng bắn càn quét, một mảnh dài hẹp ngọn lửa ở lối đi phía trên tràn ngập ra tới. Mới vừa rồi Diệp Thần Phong bọn họ nếu là trực tiếp đi lên lối đi, sợ rằng hiện tại đã sớm biến thành tổ ong vỏ vẽ. Tự động súng máy ở liên tục tính tác xạ hơn một phút đồng hồ sau, rút về hai bên trong vách tường, lối đi phía trên khôi phục an tĩnh, thật giống như mới vừa rồi căn bản cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hiện tại ngươi lại cho là gấp gáp hữu dụng không? Lấy ngươi hiện tại tính tình sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ở trong nhiệm vụ, thậm chí còn hội liên lụy đến ngươi đồng đội. Diệp Thần Phong trắng ra đối với Vương Lực nói. Vương Lực sắc mặt chướng đến đỏ bừng, hắn cũng biết có đôi khi tính tình của mình quá mức cấp táo liễu, nhưng là đã nhiều năm như vậy cũng không có sửa đổi tới. Trước kia cùng binh vương tổ thành viên khác cùng nhau lúc thi hành nhiệm vụ, có ba lần cũng là bởi vì hắn vội vàng sao động mà thiếu chút nữa tạo thành nhiệm vụ thất bại. Vương Lực hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng khí bình phục một chút, mới lên tiếng, Diệp Thần Phong, người nói rất đúng. Kia hiện tại chúng ta như thế nào mới có thể đủ đi qua cái thông đạo này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Lực cũng không phải là một cái tự đến không cách nào tiếp nhận người khác phê bình người, rồi hãy nói hắn vô cùng rõ ràng trên người mình tật bệnh, những năm này hắn một mực nghĩ biện pháp từ bỏ trong tính cách vội vàng sao động. Muốn an toàn đi qua cái thông đạo này vậy không phải là không có biện pháp, hai bên trong vách tường tự động súng máy toàn bộ là cơ giới hóa. Cũng không phải là vì sao thao tác, như vậy súng máy trong đạn nhất định sẽ có bắn quang lúc, chúng ta chỉ cần không ngừng ném tảng đá ở lối đi phía trên, đợi đến súng máy trong không có đạn là được. Diệp Thần Phong lòng tin tràn đầy nói. Thần Phong, người cái biện pháp này tốt, chúng ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Vũ Khôn Minh lập tức ra lệnh phía sau chính là thủ hạ leo ra trụ sở dưới đất đi nhặt một chút đại tảng đá trở lại, trong căn cứ ở dưới mặt đất có đầy đủ thể tích tảng đá không có mấy khối. Diệp Thần Phong linh hồn giàu gì cũng là đến từ 500 năm sau, rồi hãy nói hắn ở 500 năm sau thế giới cũng có thể được xưng tụng là cường giả, chớ đừng nói chi là ở 500 năm trước, nếu là ngay thông minh cũng không sánh bằng 500 năm trước người, hắn thật đúng là chẳng thà một đầu đụng tính. Đại tảng đá rất nhanh chuẩn bị đầy đủ, Diệp Thần Phong, Vũ Khôn Minh, Vương Lực đám người một đám cầm lấy tảng đá ném hướng lối đi mặt đất, theo tảng đá đụng nhau mặt đất, trong vách tường bộ súng máy lần nữa xông ra. Hướng về phía lối đi nhỏ vừa thông suốt mãnh liệt bắn càn quét. Diệp Thần Phong bọn họ một khắc vậy không có đình chỉ ném tảng đá, lối đi phía trên đầy dãy đạn bay ra khỏi nòng súng lúc ánh lửa, vang dội tiếng súng đau nhói tại chỗ mỗi người màng nhĩ. Ước chừng nửa giờ sau, hỏa lực ở từ từ yếu bớt, cho đến cuối cùng Diệp Thần Phong bọn họ ném tảng đá ở lối đi phía trên, vách tường hai bên súng máy cũng không có phản ứng, xem ra súng máy trong đạn là tiêu hết sạch. Thật là mệt đến ngất ngư. Lại túc túc ném nửa giờ tảng đá mới hao hết sạch súng máy trong đạn. Vũ Khôn Minh lắc lắc có chút ê ẩm bả vai nói. Bất quá Vũ Khôn Minh trong lòng rất may mắn Diệp Thần Phong có thể cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, bằng không hiện tại chỉ sợ bọn họ những người này đã đi tới trên đường Hoàng Tuyền đi. Hiện tại hẳn là đã không thành vấn đề, bất quá mọi người muốn thời khắc giữ vững cảnh giác, chung quanh nói không chừng còn có thể toát ra nguy hiểm gì. Diệp Thần Phong dẫn đầu đi về phía lối đi. Đem linh hồn lực tăng lên tới cấp 3 đỉnh, thời khắc cảm giác chung quanh nguy hiểm. Ở tiểu tâm rực rực đại khái đi 10 phút sau, Diệp Thần Phong bọn họ nguy hiểm gì cũng không có gặp phải,
có ít người đã tại bắt đầu buông lỏng cảnh giác, đang lúc ấy thì Diệp Thần Phong đột nhiên quát lên, cẩn thận, gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, theo trên vách tường rõ ràng toát ra hơn 10 đạo mặc ninja chế phục bóng người, một đám trong tay cũng cầm lấy ninja đao, động tác của bọn họ vô cùng nhanh chóng, trừ Diệp Thần Phong, Vương Lực cùng Vũ Khôn Minh ba cái thân thủ tương đối khá người có thể né tránh công kích, những người khác đều bị theo trong vách tường đột nhiên nhô ra ninja cho một đao phong hầu. Những thứ này ninja ở giết người xong sau, lập tức vừa ẩn vào trong vách tường, đây tự nhẫn thuật trong ngụy trang. Bọn họ có thể lợi dụng đạo cụ hoặc là địa hình cho ngươi không cách nào phát giác, tự giống như tắc kè hoa là đồng dạng một cái đạo lý. Vũ Khôn Minh ánh mắt đỏ lên, giống như một đầu tức giận trâu đực, những người này nhưng là thân thủ của hắn huấn luyện ra, lúc bình thường ở nói lý ra quan hệ cũng giỏi vô cùng, nhưng là mới thời gian một cái nháy mắt tự toàn bộ đã chết. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. A trong miệng dữ dội a một tiếng, Vũ Khôn Minh hướng về phía vách tường vào tới. Song vô luận hắn như thế nào va chạm vách tường cũng vẫn không nhúc nhích, phảng phất mới vừa rồi xuất hiện ninja hội thuật xuyên tường, bình thường. Vũ thúc thúc, người tính táo một chút, ta muốn những thứ này ninja vẫn chưa đi xa, chớ quên ngươi trên người mình trách nhiệm, nếu như ngươi nghĩ là vì thủ hạ của ngươi báo thù, càng hẳn là muốn tỉnh táo lại. Diệp Thần Phong kéo lại Vũ Khôn Minh, nếu như Vũ Khôn Minh cảm xúc ở không khống chế được, nói không chừng người tiếp theo người chết chính là hắn. Diệp Thần Phong, ngươi có thể đủ cảm giác được sự tồn tại của đối phương sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đảo quốc nhẫn thuật. Vương Lực nhỏ giọng hỏi, hai mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Nếu là Diệp Thần Phong linh hồn lực giữ vững trước một kiếp đỉnh trạng thái, dĩ nhiên có thể cảm thấy, nhưng là hiện tại hắn mới cấp 3 linh hồn lực, mà chút hít ninja vừa vô cùng giỏi về giấu giếm thân thể bên trong phát tán sát ý, muốn rõ ràng cảm ứng được đối phương vị trí, có thể nói là vô cùng khó khăn. Vũ Khôn Minh nhìn trên mặt đất này mấy chục cỗ thi thể, cổ họng phía trên còn có máu tươi ở trào ra, trong lòng lửa giận càng ngày càng tràn đầy, hắn nhất định phải là vì chính hắn những thứ này dưới tay báo thù. Chúng ta cũng tính hạ tâm lai, có đôi khi người ánh mắt ngược lại sẽ lừa gạt ngươi, chúng ta phải dựa vào tâm đi cảm ứng, phải dựa vào lỗ tai đi phân rõ chung quanh gió thổi cỏ lay. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, cảm ứng đến trong bóng tối ẩn núp nguy hiểm. Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực nghe theo Diệp Thần Phong lời mà nói, trong lúc vô tình hai người bọn họ đã đem Diệp Thần Phong cho rằng là người tâm phúc, thậm chí là người dẫn đầu. Chương 62, cách không ngờ. Hai mắt nhắm lại Diệp Thần Phong, bên trong thân thể cấp 3 linh hồn lực từ từ ở hướng quanh mình lan tràn, một lòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhạy cảm thính giác thậm chí có thể phân biệt ra được trên mặt đất con kiến bò động thanh âm, giờ này khắc này toàn bộ thế giới thật giống như ở trước mặt của hắn vô hạn lớn hơn. Phù phù, phù phù, phù phù, Diệp Thần Phong, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực ba người trái tim có quy luật nhúc nhích. Đột nhiên, Diệp Thần Phong ngón tay cong thành chộp, chợt hướng trước mặt trong không khí chộp tới, một gã cầm trong tay ninja đao ninja bị Diệp Thần Phong bắt lại đi ra ngoài, vốn là tên này ninja tính toán lợi dụng ngụy trang thuật, đem thân thể của mình ẩn giấu ở trong không khí, từ từ nhích tới gần trước giải quyết đứng ở phía trước nhất Diệp Thần Phong, ai biết đối phương lại đột nhiên trong lúc không có chút nào dấu hiệu xuất thủ đâu. Tên này ninja tố chất vô cùng cao, hắn cũng không có kinh hoàng, huy động trong tay ninja đao, hướng Diệp Thần Phong cổ chém tới. Diệp Thần Phong kia có thể làm cho hắn đã được như nguyện. Hai chân cong né tránh đối phương một kích chí mạng đồng thời, xòe bàn tay ra giữ ở cổ của đối phương dùng sức ngắt một cái. Răng rắc trong không khí quanh quẩn xương vỡ vụn thanh âm. Tên này ninja mặt bị miếng vải đen cho che lại, lộ ra trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc, loảng xoảng lang một tiếng, trong tay ninja đao rụng rơi vào trên mặt đất, trong ánh mắt từ từ mất đi sinh cơ, có lẽ đến chết giờ khắc này, hắn cũng không thể tin được đây hết thảy thật sự. Ở Diệp Thần Phong xuất thủ lúc, đứng ở phía sau hắn Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đây hết thảy khe khẽ há to miệng. Bọn họ mới vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác đến gặp nguy hiểm tại ở gần, xem ra Diệp Thần Phong đã không phải là cùng bọn họ ở cùng một cái cấp bậc phía trên. Một đám gà đất chó kiểng, chẳng lẽ các ngươi lại không chuẩn bị hiện thân sao? Cái gọi là ninja vậy không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong lạnh như băng quát lên, não trung thần kinh thủy chung không có buông lỏng cảnh giác. Ninh một tiếng, một thanh ninja đao theo trong không khí đột nhiên nhô ra đâm về Diệp Thần Phong cổ họng. Bị người sau trực tiếp dùng ngón tay cho văng ra, hơn nữa một cước bay thẳng đến trước mặt không khí đá vào, phanh một tiếng, một gã ninja trực tiếp theo trong không khí hiện ra người thật, thân thể nặng nề đụng vào lối đi trên vách tường, cũng nữa không bò dậy nổi.
Nếu như các ngươi cho là dựa vào ngụy trang thuật là có thể giết chết chúng ta lời mà nói, các ngươi mặc dù có thể thử lại lần nữa nhìn, bất quá đến lúc đó chỉ sợ các ngươi không có mấy người có thể sống gặp. Diệp Thần Phong thật ra thì cũng không biết tất cả ninja chính xác vị trí, hắn mục đích làm như vậy chính là muốn đang giận thế phía trên trước áp đảo đối phương, đây cũng là đối chiến trong trọng yếu phi thường một cái thủ thắng nhân tố. Quả nhiên con cá mắc câu rồi, Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện bốn gã áo đen ninja, dẫn đầu cái kia tên ninja dùng cực kỳ không lưu loát Hoa Hạ quốc ngữ nói các ngươi đều phải chết. Lộ ở miếng vải đen ngoài trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Sợ rằng hôm nay muốn chết không phải chúng ta. Diệp Thần Phong trong lúc bất chợt hướng bên cạnh đưa tay ra trưởng, một gã giấu giếm ở trong không khí ninja trong tay cầm ninja đao đang chuẩn bị đối Diệp Thần Phong bọn họ hạ thủ. Diệp Thần Phong trực tiếp giữ ở cổ tay của đối phương, túm lấy đối phương ninja đao, ở đối phương còn không có kịp phản ứng lúc, ninja đao đã xỏ xuyên qua cổ họng của hắn, này liên tiếp động tác chỉ có dùng 3-4 giây đồng hồ. Ta đã nói, bộ này đối ta bất kể dùng. Diệp Thần Phong tính táo chỉ giới hạn ở ngoài mặt, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa không có phát hiện âm thầm nhích tới gần cái kia tên ninja, tương đương nói là ở huyền nhai biên thượng đi một vòng vừa vòng trở lại. Tốt, rất tốt, Hoa Hạ người trong nước, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Dẫn đầu áo đen ninja hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, thân ảnh lúc mà ở trong không khí xuất hiện, thỉnh thoảng vừa núp không khí ở bên trong, để cho một bên người có chút bắt đoán không ra. Vương Lực, còn dư lại ba người này để lại cho ta giải quyết, ta phải giúp huynh đệ của ta báo thù. Vũ Khôn Minh hai tròng mắt giận hồng, giống như tức giận dã thú. Vũ Khôn Minh, bây giờ không phải là xính anh hùng lúc, ta và ngươi cùng nhau động thủ. Vương Lực không cho là Vũ Khôn Minh có thể đủ thắng quá trước mặt ba tên ninja. Ta nói tất cả không cần ngươi động thủ, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu không? Vũ Khôn Minh hướng Vương Lực chợt quát lên. Vương Lực nhìn Vũ Khôn Minh kích động cảm xúc, nắm chặt hai đấm dần dần buông lỏng ra, chuẩn bị ở một bên trước an tĩnh nhìn, nếu như Vũ Khôn Minh không là đối thủ của bọn họ, hắn tự lập tức động thủ. Dẫn đầu cái kia tên ninja suy nghĩ không ra thân ảnh, không ngừng ra hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh huy động ninja đao, mỗi một lần Diệp Thần Phong cũng là hiểm và hiểm tránh thoát công kích của đối phương, xem ra đảo quốc ninja vậy cũng không phải là hư danh nói chơi. Một cái tung mình Diệp Thần Phong theo trên mặt đất nhặt lên một thanh ninja đao, quát lên, hôm nay ta liền cho ngươi chết ở chính các ngươi ninja dưới đao, vậy cũng là không làm. Thất vọng ngươi. Bát giác, dẫn đầu ninja hiển nhiên là đối với Diệp Thần Phong tự tin mà cảm thấy nổi giận, khi bọn hắn xem ra Hoa Hạ người trong nước cùng bọn họ ưu tú như vậy dân tộc thì không cách nào so sánh với. Diệp Thần Phong trong tay nắm chặt ninja đao, trong thân thể toát ra mênh mông sát ý. Trước một kiếp là vì thi hành nhiệm vụ hắn đã quên chính mình giết qua bao nhiêu người. Nồng đậm lệ khí thay đổi Diệp Thần Phong khí chất, chỉ có ở thi thể trong đống bỏ ra tới người mới sẽ có loại khí thế này. Vương Lực âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, Diệp Thần Phong từng rốt cuộc giết qua nhiều giết người. Ngay cả bên trong thân thể của hắn cũng không cách nào tản mát ra bực này lệ khí, thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng mới hơn 20 tuổi người a. Sát nhân cuồng ma cái từ này đặt ở trên người của hắn luôn là cảm thấy không được tự nhiên, chẳng lẽ hắn từ vừa ra đời bắt đầu đang ở giết người sao? Vương Lực đối với mình cái này không giải thích được ý nghĩ cảm giác có chút buồn cười. Dẫn đầu ninja hai mắt trở nên ngưng trọng, hắn biết lần này mình là gặp phải cao thủ, trong thân thể khí thế đồng dạng là đột nhiên tăng lên mấy phần. Dẫn đầu ninja thân hình lần nữa động, tốc độ cùng lực lượng nếu so với lúc trước tăng lên mấy lần không ngừng. Trong tay huy động ninja đao ở trong không khí lưu lại một đạo đường tàn ảnh, nhanh đến để cho ánh mắt cơ hồ muốn bắt không tới. Diệp Thần Phong bên trong thân thể cấp 3 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, hắn có nắm chắc ở trên lực lượng áp chế qua đối phương, đã như vậy không cần thiết ở lãng phí thời gian, dứt khoát một chiêu ổn định thắng bại được rồi. Ninh một tiếng giòn vang, hai trong tay người ninja đao lẫn va chạm, dẫn đầu ninja đao trong tay trực tiếp đứt gãy ra. Diệp Thần Phong trong tay ninja đao không có đình chỉ khuynh hướng, như cũ là hướng cổ của đối phương chém tới, máu tươi văng khắp nơi, dẫn đầu ninja không cam lòng bưng kín cổ. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên vẻ ngoạn vị nụ cười, nói cho ngươi biết một cái bí mật, nếu như các ngươi tiếp tục lợi dụng ngụy trang thuật còn có một nửa thắng cơ hội, ta mới vừa rồi là cuống các ngươi, một đám có đầu ngốc nghếch ngu ngốc. Ngô 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 dẫn đầu ninja bàn tay che cổ, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, trong miệng ấp úng. Cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Bên kia Vũ Khôn Minh bị ba tên ninja vây công, trên người đã là vết thương chồng chất, mắt thấy bị dồn đến trong góc,
nếu như Diệp Thần Phong cùng Vương Lực nữa không ra tay, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rầm 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 ba tiếng súng vang lên, không biết Phú Khôn Minh từ nơi nào móc ra một thanh cỡ nhỏ súng lục, nhắm ngay ba tên ninja đỉnh đầu tự nổ súng, ba tên ninja trong ánh mắt để lộ ra ngươi hèn hạ ba chữ kia. CV, hèn gì đòi một versus ba. Phú Khôn Minh còn lại là hít một hơi nói, chớ quên mới vừa rồi các ngươi những thứ này xúc sinh là thế nào giết chết huynh đệ của ta. Chẳng lẽ các ngươi tự quang minh tránh đại sao? Hắn biết đối với địch nhân tuyệt đối không thể chú ý công bình cùng quang minh tránh đại, bởi vì đối phương cũng sẽ không cùng ngươi nói bộ này nhân nghĩa đạo đức. Diệp Thần Phong cùng Vương Lực kinh ngạc nhìn Vũ Khôn Minh, cái kết quả này thật đúng là ngoài hai người bọn họ dự liệu, vốn là hai người bọn họ đã chuẩn bị muốn động thủ trợ giúp. Chương 63, chết không nhắm mắt. Vũ Thúc Thúc, thật là có ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở ra rắm rồi sao? Diệp Thần Phong nói giỡn nói, hắn nhìn ra được Vũ Khôn Minh tâm tình cũng không khá lắm. Vũ Khôn Minh lặng yên không lên tiếng, theo trên mặt đất nhặt lên một thanh ninja đao, đem tại chỗ ninja thi thể đỉnh đầu toàn bộ cho bổ xuống, trong thông đạo nhất thời mùi máu tươi xông vào mũi, các huynh đệ, trên đường Hoàng Tuyền một đường đi tốt, ta cho các ngươi báo thù. Nói xong lời nói này Vũ Khôn Minh trên mặt lộ ra một đạo nụ cười, đem bi thương rất nhanh chóng thu hồi trong lòng, nói Thần Phong, người đây không phải là ở rủa ta đó sao? Ta Vũ Khôn Minh có dễ dàng như vậy ở ra rắm sao? Nếu như ta ở ra rắm, người tiểu thúc Diệp Đông Kiện sẽ phải tịch mịch. Đơn giản thu thập một chút tâm tình, ba người tiếp tục tiểu tâm rực rực đi tới, dù sao bọn họ đã gặp phải hai tốp nguy hiểm, điều này không khỏi làm cho bọn họ trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Gần đi một canh giờ, Diệp Thần Phong bọn họ đi tới một cái khổng lồ toàn bộ phong bế cửa kim loại trước mặt, ở cửa kim loại chính giữa có đưa vào mật mã ấn phím cùng với thẩm tra đối chiếu chỉ tay hệ thống. Đạo này dày cộm nặng nề cửa kim loại sau lưng phải là virus trụ sở phòng thí nghiệm, ở cửa kim loại cấp trên còn có một miếng nhiếp tượng đầu cùng với cái loa. Ta rất khiếp sợ các ngươi có thể đến nơi đây, bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, virus truyền bá kế hoạch qua nữa một ngày sẽ phải bắt đầu thi hành. Người của chúng ta đã ở chạy tới nơi này, các ngươi bây giờ có thể đủ đi vào tới sao? Cánh cửa này là do nhiều loại cứng rắn nhất kim loại ghép, hơn nữa dày độ túc túc đạt đến một thước, coi như là bom vậy tạc không ra cái động tới. Phía trên mật mã hệ thống là do ta đích thân thiết trí, trên cái thế giới này ngoại trừ ta ra không ai có thể phá giải. Cái loa nơi truyền ra một đạo cực kỳ tự tin thanh âm. Nga, phải không? Diệp Thần Phong trong miệng khinh thường nghi vấn đường, bàn tay đặt ở mật mã khu. Linh hồn lực từ từ thẩm thấu vào chỉnh cánh cửa hệ thống điện tử ở bên trong, chỉ cần đem hệ thống điện tử phá hủy cửa kim loại tự sẽ tự động mở ra, giống như Diệp Thần Phong ở Thiên Mô tập đoàn mở ra tủ sắt là đồng dạng một cái đạo lý. Hoa Hạ người trong nước, người hôm nay nếu là có thể mở ra cánh cửa này, ta. Phanh, một tiếng, một thước dây đích cửa kim loại tự động mở ra đi ra ngoài, cái loa nơi thanh âm trong phút chốc kiết nhiên như chỉ. Hắc, Thần Phong, thật là có ngươi. Làm sao tốt giống như chuyện gì đến trong tay ngươi cũng không phải là chuyện đâu. Vũ Khôn Minh càng phát ra cảm thấy Diệp Thần Phong không gì làm không được. Ba người đi vào trong phòng thí nghiệm vô cùng rộng rãi, còn có 7-8 người ở thí nghiệm trên đài chế luyện virus, làm ba người bọn họ thấy phòng thí nghiệm góc lồng sắt trong giam giữ người sau, trên mặt cũng bị một tầng sắc mặt giận dữ cho nhuộm đẫm, những người này rõ ràng cho thấy bị tổ chức khủng bố chộp tới làm vật thí nghiệm. Này, điều này sao có thể? Ngươi một gã người mặc trường bào màu trắng đảo quốc người chỉ vào Diệp Thần Phong, trên mặt đeo đầy bất khả tư nghị thần sắc. Tên này đảo quốc tên người gọi Kenzo Sato, hắn chính là chỗ này cái tổ chức khủng bố người dẫn đầu, hắn sở dĩ có thể ngồi lên người dẫn đầu vị trí, nguyên nhân vô nó đơn giản là hắn thông minh vô cùng cao, vốn là khi hắn xem ra trên cái thế giới này không có người có thể bài trừ cửa kim loại phía trên mật mã, ai biết một phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian đã bị Diệp Thần Phong cho bài trừ. Đây không phải là tại từ tát tai sao? Xem ra các ngươi nơi này bảo toàn hệ thống thật đúng là không nháy mắt địa, cho nên các ngươi kinh khủng kế hoạch chỉ có thể đủ chết từ trong trứng nước. Diệp Thần Phong nhún vai nói. Ha ha ha, Kenzo Sato phá lên cười, nói, lần này là ta Kenzo Sato sơ sót, ta thật không nghĩ tới Hoa Hạ nước còn ngươi nữa nhân tài như vậy. Có ngươi phụng bồi chúng ta chết, chúng ta cũng chết giá trị được rồi. Kenzo Sato nhấn xuống bên cạnh một cái nút màu đỏ. Tùy theo trong phòng thí nghiệm vang lên còi báo động, trụ sở đem ở một phút đồng hồ sau nổ tung, trụ sở đem ở một phút đồng hồ sau nổ tung. Người có năng lực ở trong vòng một phút rời đi nơi này sao? An tâm ở chôn cùng sao?
Các ngươi Hoa Hạ người trong nước có câu không phải như vậy nói sao? Cho dù muốn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Kenzo Sato trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, khó có thể IQ cao người, thần kinh cũng là không bình thường đấy sao? Phú Thúc Thúc, Vương Lực, hai người các ngươi giải quyết những người này, những chuyện khác để ta làm giải quyết. Từ nơi này đến ra khỏi miệng nói ít cũng phải muốn hơn một giờ, Diệp Thần Phong mặc dù kiểu như trâu bò, nhưng là thân thể của hắn không phải là làm bằng sắt, gặp phải bom làm theo hội nổ tan xương nát thịt, cho nên thời gian là vô cùng gấp gáp. Vô dụng, nơi này bom hẹn giờ là cưỡng chế tính, một khi bắt đầu sử dụng ngay cả ta cũng không thể đủ khiến nó dừng lại. Kenzo Sato trên mặt chẳng những không có tử vong thống khổ, ngược lại lại mang theo vẻ tươi cười, người này tuyệt đối đầu óc không bình thường. Diệp Thần Phong không có thời gian để ý tới Kenzo Sato, bom hẹn giờ vậy thì như thế nào? Chỉ cần đem bom hẹn giờ trong hệ thống điện tử phá hủy, bom hẹn giờ không phải mất đi tác dụng sao? Nút màu đỏ tương đương với tất cả bom hẹn giờ khởi động khóa, Diệp Thần Phong đưa bàn tay che trùm lên nút màu đỏ phía trên, linh hồn lực thông qua nút màu đỏ trong mạch lan tràn đi ra ngoài. Thời gian một giây ở lưu thất, còi báo động lần nữa vang lên, trụ sở đem ở 10 giây sau nổ tung, 10, 9, 8, 7, 6. Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực đem hơn tổ chức khủng bố người cũng đánh ngất xỉu, hôm nay mắt thấy nơi này sẽ phải nổ tung. Chẳng lẽ bọn họ thật phải chết ở chỗ này sao? Làm báo động đếm ngược lúc hô không lúc, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, rối rít nhắm hai mắt lại, đợi chờ tử vong đã tới. Chết, chúng ta hết thảy cũng muốn cùng chết, Kenzo Sato trong miệng điên cuồng hô. Diệp Thần Phong ở cuối cùng trước mắt cuối cùng là lợi dụng linh hồn lực phá hư hết tất cả bom hẹn giờ hệ thống điện tử, trên trán toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi hột, trước một kiếp hắn là bởi vì nổ tung virus trụ sở mà bỏ mình, tình cảnh là như vậy giống nhau, bất quá cả đời này kết cục là hắn còn sống. Trong lúc nhất thời một phút đồng hồ, hai phút đích quá khứ, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực lúc nào cũng không có nghe được nổ tung thanh âm, tò mò mở hai mắt ra, thứ liếc nhìn đúng là Diệp Thần Phong nụ cười. Điều này đại biểu Diệp Thần Phong phá trừ đi bom hẹn giờ, bọn họ cũng sống sót. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ ngươi không phải là người sao? Kenzo Sato trong miệng đô lầm bầm này nói, nếu như nói Diệp Thần Phong bài trừ cửa kim loại mật mã để cho hắn khiếp sợ lời mà nói, như vậy Diệp Thần Phong để cho cưỡng chế tính bom hẹn giờ dừng lại nổ tung, này trong mắt hắn quả thực là chỉ có thần năng đủ làm được chuyện tình. Tốt lắm! Hiện tại ta cũng có thể muốn đưa ngươi này cái kẻ điên lên đường. Diệp Thần Phong lạnh như băng nói. Không, Kenzo Sato trong cổ họng tê tâm liệt phế gầm hét lên. Răng rắc, răng rắc. Diệp Thần Phong thân thủ trực tiếp bẻ gãy Kenzo Sato cổ. Kenzo Sato hai mắt trừng được thật to, ở trong lúc khiếp sợ chết đi, xem ra là chết không nhắm mắt. Giống như Kenzo Sato cao như vậy thông minh kẻ điên, lưu ở trên thế giới này chính là tai họa người. Sợ rằng khiến cái này IQ cao kẻ điên giết chết thân nhân của mình, trong bọn họ tâm cũng sẽ không có một chút điểm khổ sở, có thể nói người của bọn họ tính đã mất đi. Chương 64, 500 vạn. Ở bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, Diệp Thần Phong và ba người đồng thời nặng nề thở ra một hơi, ở trên thế giới này có thể sống không có ai nguyện ý đi tìm chết. Diệp Thần Phong ở to lớn trong phòng thí nghiệm quét mắt một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lưu tại thí nghiệm trên đài để trống rỗng rễ cây phía trên. Vốn là có khoảng chậu nước rửa mặt lớn nhỏ trống giống rễ cây, giờ phút này đã biến thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, xem ra bọn họ chế luyện loại này virus cần dùng đến trống giống rễ cây trong nguyên tố. Diệp Thần Phong chỉ biết đạo hư rễ cây đối với người thể có trợ giúp, hắn còn thật sự không biết vật này vẫn có thể chế luyện virus. Thuận tay ở thí nghiệm trên đài cầm lấy một chén nước, rồi ở một gã bị đánh ngất xỉu quá khứ đích phần tử khủng bố trên mặt, hắn muốn biết loại này đã diệt sạch thực vật. Những người này là từ nơi nào có được? Có lẽ phần tử khủng bố biết đại thế đã mất, căn bản không cần phải nghiêm hình bức cung, hắn đã nơi có chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra. Từ nơi này tên phần tử khủng bố trong miệng, Diệp Thần Phong biết được trống giống rễ cây là bọn hắn ở hoang mạc trong tìm được, sau lại bọn họ phát hiện dùng trống giống rễ cây trong nguyên tố cùng khác vài loại dược vật cùng với bệnh khuẩn đem kết hợp, có thể sinh ra một loại kiểu mới virus, cho nên bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay Hoa Hạ nước. Chuẩn bị đem nơi này cho rằng là một lò sát sinh. Trống rỗng rễ cây chỉ còn lại có điểm này. Diệp Thần Phong đem tiêu hao đến chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ trống rỗng rễ cây cầm ở trong tay hỏi. Tên kia phần tử khủng bố gật đầu, nói chỉ còn lại có nhiều như vậy. Thần Phong, cùng những người này phí nói cái gì a? Chúng ta trước tiên đem người nơi này cứu đi ra ngoài đi.
Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực đi tới phòng thí nghiệm góc lồng sắt trước, đem bên trong thông minh thoái hóa đến đứa trẻ người toàn bộ phóng ra. Về phần còn dư lại những thứ này phần tử khủng bố, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực vậy chuẩn bị đưa bọn họ mang đi ra ngoài, lần này kinh khủng hành động rất xa vượt quá Vũ Khôn Minh tưởng tượng của bọn họ, những người này lại nhất định phải mang về hảo hảo thẩm vấn một phen. Túc túc xài 3 giờ, tất cả mọi người rời đi virus trụ sở, dĩ nhiên đã chế luyện tốt virus hàng mẫu, cũng bị Vũ Khôn Minh bọn họ đeo đi ra ngoài, chuyện này bọn họ phải trở về lập tức hướng về phía trước đầu báo cáo. Vũ Khôn Minh theo bên hông lấy ra một trái lựu đạn, ném vào virus trụ sở lối vào, oanh một tiếng vang thật lớn, virus trụ sở vào cửa hoàn toàn lún. Vũ thúc thúc, chuyện kế tiếp tự nộp cho các ngươi xử lý, ta còn phải đi về bổ cái cảm giác đâu. Diệp Thần Phong rời rạc duỗi cái lưng mệt mỏi, cùng mới vừa rồi đối chiến trong quả thực chính là tưởng như hai người. Thần Phong, ta xem ngươi trực tiếp theo ta trở lại kinh thành quân khu được rồi, Vũ thúc thúc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vũ Khôn Minh hay là không muốn bỏ qua cho Diệp Thần Phong cái này toàn năng nhân tài. Diệp Thần Phong đánh ha ha, nói, Vũ thúc thúc, nói thật quân đội cuộc sống không thích hợp ta, con người của ta lười biếng quen rồi, người hay là không nên hành hạ ta. Diệp Thần Phong, người có hứng thú gia nhập binh vương tổ sao? Trải qua lần này hợp tác, Vương Lực không chỉ có thấy được Diệp Thần Phong cường hãn thực lực, lại thấy được Diệp Thần Phong các phương diện mới có thể, nhân tài như vậy coi như là binh vương tổ cũng muốn cố gắng lạp long. Diệp Thần Phong nhún vai, nói, Vương Lực, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nếu như ngày nào đó ngươi không muốn ở binh vương tổ lăn lộn, có thể tới theo ta. Vừa nói Diệp Thần Phong tự kêu gọi Phương Nam Tường rời đi, nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, Vũ Khôn Minh là lại một lần nữa không phản bác được, binh vương tổ là hoa hạ nước một cái nhất đặc thù ngành, từng cái binh vương tổ thành viên đều có lớn vô cùng quyền lợi, hoa hạ nước quân khu quân nhân có không người nào là mơ ước có thể tiến vào binh vương tổ. Điều này cũng tốt, Diệp Thần Phong không chút nghĩ ngợi tự cự tuyệt Vương Lực. Bất quá để cho Vũ Khôn Minh càng thêm không phản bác được chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy Vương Lực hướng Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, hô, Diệp Thần Phong, ngươi nói là sự thật sao? Nói không chừng vô ta lực có một ngày thật sẽ đi tìm ngươi. Diệp Thần Phong hướng về sau khoát tay áo, hô, nếu có một ngày ngươi thật quyết định muốn đi theo ta, trước tiên đem trên người của ngươi vội vàng sao động tính tình cho từ bỏ. Diệp Thần Phong rời đi phòng thí nghiệm lúc đem lòng bài tay lớn nhỏ trống rỗng rễ cây cho mang đi, dưới mắt hắn còn không biết làm như thế nào phục dụng vật này đâu. Vạn nhất cổ thư ghi lại là sai lầm, Diệp Thần Phong lỗ mãng nhiên nhiên phục dụng sau, biến thành một cái kẻ ngu vậy cũng tự quá không đáng giá được. Diệp Thần Phong cùng Phương Nam Tường trở lại Triệu gia biệt thự lúc, sắc trời đã là tờ mờ sáng, làm hai người bọn họ vừa đi vào biệt thự đại sảnh, vừa lúc đụng phải rời giường Triệu Uyển Đình. Phương thúc thúc, Thần Phong, các ngươi sáng sớm đi nơi nào? Ta cùng Phương ca đi rèn luyện chạy bộ thân thể. Diệp Thần Phong thuận miệng qua loa tắc trách nói. Kế tiếp 5 ngày thời gian nơi, Diệp Thần Phong cũng là ở Triệu gia vượt qua, cùng Triệu gia người quen thuộc trình độ là càng ngày càng tăng, cũng không có việc gì đùa giỡn Triệu Uyển Đình, cuộc sống cũng trôi qua có chút có niềm vui thú. Bất quá rời ra cuộc sống cũng không thể đủ luôn luôn như vậy đi xuống, Diệp Thần Phong ở buông lỏng 5 ngày sau. Quyết định về trước biệt thự đi xem một chút đường hân nha đầu kia, dù sao Diệp Thần Phong đã đáp ứng nàng, chờ hắn làm xong sự tình phải đi nhìn nàng. Phương Nam Tường không có lập tức đi theo Diệp Thần Phong rời đi Triệu gia, hôm nay Diệp Thần Phong còn không có xây thế lực của chính mình, để cho Phương Nam Tường đi theo cũng là cả ngày không có việc gì, chẳng thà trước hết để cho hắn sống ở Triệu gia, đợi đến Diệp Thần Phong có thế lực của mình sau, nữa để cho hắn rời đi. Biết được Diệp Thần Phong muốn sau khi rời đi, Triệu Khải Hoa là mọi cách giữ lại a. Thuận tiện đem một tờ 500 vạn chi phiếu nhét ở Diệp Thần Phong trong tay, vẻ mặt cảm kích, nói Thần Phong, ta thật không biết là làm sao cảm tạ ngươi a. Này 500 vạn cho rằng là của ta một chút tâm ý, sau này ngươi sẽ đem Triệu gia làm thành là ngươi nhà mình, có rảnh rỗi muốn nhiều để xem một chút chúng ta a. Diệp Thần Phong không có cùng Triệu Khải Hoa khách khí, dưới mắt hắn chính là thiếu tiền lúc, sẽ làm cho hắn người nhạc phụ tương lai này trước đầu tư sao? Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình quan hệ còn không có ở Triệu gia công bố, nếu để cho Triệu Khải Hoa biết hắn con gái của mình cũng bị Diệp Thần Phong cho cái kia gì. Thật không biết hắn lại có thể hay không cảm kích Diệp Thần Phong đâu. Diệp Thần Phong lúc rời đi, Triệu Uyển Đình trong ánh mắt tràn đầy không thôi, đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, thật giống như ở biểu đạt trong lòng bất mãn. Diệp Thần Phong thừa dịp Triệu gia người không chú ý, ở Triệu Uyển Đình bên tai nhẹ nói, Uyển Đình,
chẳng lẽ ngươi không bỏ được ta sao? Muốn không ngươi chuyển ra tới cùng ta cùng nhau ở, đến lúc đó chúng ta có thể ngày ngày cùng nhau lăn chăn lớn. Triệu Uyển Đình sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt liếc Diệp Thần Phong, vội vã chạy trở về bên trong biệt thự, nàng có thể còn đang chờ Diệp Thần Phong đuổi theo nàng trở lại thỏa mãn trong lòng nàng một cái nho nhỏ nguyện vọng. Nhìn Triệu Uyển Đình thanh tân bóng lưng, Diệp Thần Phong ở trong lòng thở dài một hơi, tiểu nha đầu Đường Hân đã là đối với hắn khăng khăng một mực, hiện tại lại thêm một cái Triệu Uyển Đình, này tình khoản nợ là càng thiếu càng nhiều a. Chương 65, thiếu chút nữa. Diệp Thần Phong trở lại biệt thự lúc mới giữa trưa, khi hắn vừa bước vào biệt thự đại sảnh, một cổ thiếu nữ trên người mùi thơm ngát xông vào trong lỗ mũi của hắn, ngay sau đó Đường Hân tiểu nha đầu kia mềm mại thân thể vậy đầu nhập vào ngực của hắn. Đường Hân mặc dù mới 20 tuổi, nhưng là thân thể của nàng lại trổ mã tương đối hài lòng, thậm chí so sánh với bạn cùng lứa tuổi càng cao hơn mấy cái thứ bậc, bởi vậy có thể nhìn ra được tương lai tiểu nha đầu này cũng là hại nước hại dân họa thủy. Thần Phong ca ca, người cuối cùng trở lại a. Đường Hân ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, thân thể mềm mại không tự chủ hướng Diệp Thần Phong trong ngực nắm thật chặt. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cảm thấy chịu không được. Hắn hiện tại ngay Triệu Uyển Đình chuyện tình còn không có giải quyết đâu. Có thể ngàn vạn không thể nữa trêu chọc Đường Hân. Thấy Diệp Thần Phong không nói lời nào, Đường Hân cong lên miệng, nói Thần Phong ca ca, chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước đã đáp ứng chuyện của ta sao? Ngươi đã nói lần sau trở lại tùy tiện để cho ta nói lên yêu cầu gì ngươi cũng sẽ đáp ứng, Hân Nhi muốn làm ngươi tiểu nữ nhân. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đường Hân trắng nõn gương mặt trở nên đỏ bừng, ôn nhuận đôi môi khe khẽ mở ra. Một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dáng. Hân Nhi, ta không là trước kia tự đối ngươi đã nói sao? Chờ ngươi đến 25 tuổi lúc lại không có tìm được ngươi người mình thích, ta liền cho ngươi làm của ta tiểu nữ nhân, chúng ta cũng không thể đủ không tuân theo ước định. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Đường Hân, hắn thật sợ nữa như vậy đi xuống chính mình thật nhất thời cầm giữ không được, đem Đường Hân nha đầu này cho ngay tại chỗ thực hiện. Thần Phong ca ca, ngươi gạt người. Người rõ ràng đã nói yêu cầu gì cũng sẽ đáp ứng của ta. Đường Hân đỏ mặt không thuận theo không buông tha nói. Ta là đã nói như vậy, bất quá Hân Nhi, cái yêu cầu này khẳng định là không được. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nắm một chút Đường Hân phấn nộn lỗ mũi, sau đó nói, Hân Nhi, hiện tại ta phải xử lý một ít chuyện, chờ thêm hội ta ở cùng ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi không nên tới quấy rầy ta. Vừa nói Diệp Thần Phong không hề nữa để ý tới Đường Hân ủy khuất vẻ mặt. Trực tiếp hướng đi lên lầu, hắn bây giờ còn thật sợ cùng tiểu nha đầu này sống chung một chỗ, phải biết rằng chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí là một không có hướng giới tính vấn đề tinh khiết ra môn A. Đi vào lầu hai phòng ngủ, Diệp Thần Phong theo sách ở trong tay trong túi áo đem lòng bài tay lớn nhỏ trống rỗng rể cây lấy ra, ở Triệu gia 5 ngày thời gian, hắn cơ hồ ngày ngày cũng sẽ rút ra mấy giờ tới nghiên cứu một chút này trống rỗng rể cây. Căn cứ trước một kiếp hắn xem qua cổ thư phía trên ghi lại. Trống rỗng rễ cây có thể trực tiếp phục dụng cũng có thể mài thành bụi phấn tẩm ngâm thân thể dùng, quang là như vậy nhìn vậy không làm nên chuyện gì, nhất định phải phó chư vào hành động mới được a. Dĩ nhiên trực tiếp phục dụng tự miễn, đem trống rỗng rễ cây mài thành bụi phấn tẩm ngâm thân thể, hắn miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Diệp Thần Phong tìm tới một cái bồn sắt, đem trống rỗng rễ cây đặt ở bồn sắt ở bên trong, trực tiếp dùng nắm đấm đem trống rỗng rễ cây cho đánh cho thành phấn vụn hình dáng. Đi tới lầu hai phòng tắm, thả một bồn tắm nước nóng, sau đó đem trống rỗng rễ cây phấn vụn cho ngã đi vào, vốn là trong suốt nước một chớp mắt thời gian tự biến thành tông màu nâu. Quản con mẹ nó đâu, không thử một lần làm sao biết có hữu hiệu hay không quả đâu. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại cắn răng một cái đã y phục trên người rời khỏi cái tinh quang, sau đó hai chân dảo bước tiến lên trong bồn tắm. Thân thể hoàn toàn tẩm ngâm ở tông màu nâu trong nước sau. Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp một chút cảm giác cũng không có, khó chịu tự nhủ, xem ra cổ thư phía trên ghi lại là hổ người. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp ra bắt đầu ngứa, hình như là nữa bị vô số con kiến gặm thức ăn bình thường, khó chịu vô cùng, vô luận như thế nào gãi vậy không có bất kỳ giảm bớt khuynh hướng. Rời đổi theo thời gian cảm giác như vậy càng phát ra nồng đậm, mà vốn là trong bồn tắm tông màu nâu nước đã ở từ từ trở thành nhạt. Xem ra trống rỗng rễ cây dược lực thấm vào Diệp Thần Phong ra chúng. Diệp Thần Phong sắc mặt đỏ bừng, bên trong thân thể có một cổ nóng rang, hình như là ăn nào đó kích thích khát vọng thuốc bình thường, trong cổ họng không nhịn được giống lớn một tiếng, a. Ở dưới lầu dầu dĩ không vui Đường Hân nghe được Diệp Thần Phong tiếng gào, vội vàng chạy lên lầu 2, đi tới cửa phòng tắm trước, dùng sức gõ cửa,
lo lắng hỏi, Thần Phong ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Song trong phòng tắm một chút điểm phản ứng cũng không có, Đường Hân càng thêm gấp gáp, trực tiếp mở ra cửa phòng tắm xông đi vào, chỉ thấy Diệp Thần Phong hai mắt thật chặt nhắm, trên mặt vẻ mặt rất thống khổ, hình như là lâm vào trong hôn mê. Đường Hân đi tới bồn tắm trước, phe phẩy Diệp Thần Phong cánh tay, nói Thần Phong ca ca, Thần Phong ca ca, ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi tỉnh tỉnh a. Ừm, Diệp Thần Phong trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, hai mắt khe khẽ mở ra một đường nhỏ, trong ánh mắt mất đi thanh minh. Phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Diệp Thần Phong một tay lấy Đường Hân kéo vào trong bồn tắm. Hai tay dùng sức ôm Đường Hân thân thể mềm mại, không ngừng ở trên người của nàng lục lọi, Diệp Thần Phong đôi môi dán tại Đường Hân ôn nhuận đôi môi phía trên, đầu lưỡi cậy mở đối phương hàm răng, thường Đường Hân trong miệng ngọt chất lỏng. Bất thình lình hết thảy để cho Đường Hân túc túc khó chịu có một phút đồng hồ lâu, đợi nàng kịp phản ứng lúc, trên thân thể có một loại tê tê dại dại cảm giác, trên gương mặt dâng lên hai đóa đỏ ửng. Đây không phải là nàng luôn luôn tha thiết ước mơ chuyện tình sao? Làm Thần Phong ca ca tiểu nữ nhân, Đường Hân đầu lưỡi ngây ngô đáp lại Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đem Đường Hân trên người rộng thùng thình y phục cùng quần cởi xuống, đang chuẩn bị làm cuối cùng một đạo bước đi lúc, Diệp Thần Phong suy nghĩ trong giây lát trở về. Ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn trong ngực mang trên mặt mấy phần mong được, lại mang theo vài phần lo âu Đường Hân, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thiếu chút nữa liền làm sai chuyện. Ôn Nhu ở Đường Hân trên trán hôn hít một chút, Diệp Thần Phong nói, Hân Nhi, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta. Thần Phong ca ca, Hân Nhi nguyện ý đem thân thể cho ngươi, Hân Nhi đời này cũng chỉ thuộc về một mình ngươi. Đường Hân trên gương mặt ửng hồng còn không có rút đi. Cảm thụ được Đường Hân nha đầu này nồng đậm ý nghĩ yêu thương, Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cả đời này ta Diệp Thần Phong thật đúng là muốn làm một lần hoàng đế. Đường Hân nồng đậm ý nghĩ yêu thương, Triệu Uyển Đình gạo sống nấu thành cơm chín chuyện thực, đưa đến Diệp Thần Phong vô luận như thế nào vậy không đành lòng bỏ qua các nàng trong đó bất kỳ một cái nào nữ nhân. Hân Nhi, ta có thể làm cho ngươi làm nữ nhân ta, bất quá ta lại hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ một chút. Diệp Thần Phong quên được. Bất quá hắn không có ý định hiện tại sẽ phải Đường Hân, vạn nhất sau này Đường Hân hối hận như thế nào làm. Thần Phong ca ca, Hân Nhi không cần phải suy tính, Hân Nhi thật không cần phải suy tính. Đường Hân hai tròng mắt mê ly nói. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ cười nói, nhóm đợi, Hân Nhi thân thể của ngươi hoàn toàn trổ mã tốt lắm, ta lại muốn ngươi sao? Hiện tại cùng một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu làm chuyện kia có ý gì? Diệp Thần Phong vậy chỉ có thể dùng được phép khích tướng. Đường Hân ưỡn ngực bô, nói Thần Phong ca ca, chẳng lẽ Hân Nhi thân thể còn chưa đủ khỏe? Người ta ở trong lớp là nhất thành thục một cái. Chương 66, khoái tốc Mỹ. Diệp Thần Phong cuối cùng sẽ là không có muốn Đường Hân, tình cảm chuyện này cần từ từ phát triển cùng bồi dưỡng, hiện tại Đường Hân tuổi thọ còn nhỏ, có lẽ chỉ là một lúc vọng động đâu. Hay hoặc giả là, cho nên Diệp Thần Phong chuẩn bị trong nhiều nhóm đợi 2 năm. Dù sao hắn cũng không phải là thuần túy theo đuổi cái loại này giữa nam nữ khoái cảm. Đường Hân bất đắc dĩ bị Diệp Thần Phong đẩy ra phòng tắm, Diệp Thần Phong nhìn trong bồn tắm đã khôi phục trong suốt nước, cảm thụ được trong thân thể mênh mông linh hồn lực, hắn lại thật đột phá. Theo cấp 3 linh hồn lực đột phá đến cấp 4, đây là để cho hắn vạn lần không ngờ, vốn là hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Bất quá trống rỗng rễ cây dược lực thấm vào Diệp Thần Phong trong cơ thể lúc, cái loại này cảm giác khó chịu thật không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nếu không phải hắn có cấp 3 linh hồn lực, đổi lại trước kia dừng lại ở cấp 2 linh hồn lực lúc, đừng nói là muốn đột phá, sợ rằng Diệp Thần Phong cần phải muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết không thể. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay cách không nhắm ngay trong bồn tắm nước trong, bên trong thân thể đem cấp 4 linh hồn lực kích thích vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ thấy trong bồn tắm nước trong thế nhưng chính mình quay cuồng lên, giống như trong biển rộng sóng biển một tầng chồng lên một tầng, tương đối có mỹ cảm. Linh hồn lực đạt tới cấp 4 sau, Diệp Thần Phong là có thể đem lực lượng phóng ra ngoài, trong bồn tắm quay cuồng nước trong chính là hắn phóng ra ngoài lực lượng nơi tạo thành. Bất quá cấp 4 linh hồn lực muốn thi triển ra loại năng lực này hay là tương đối tiêu hao thể lực, đại khái chỉ qua 2 phút, Diệp Thần Phong cũng cảm giác trong thân thể tất cả lực lượng cũng bị lấy hết bình thường, cái trán cùng trên gương mặt toát ra chi chít mồ hôi hột. Trong miệng thở gấp rối loạn hơi thở, Diệp Thần Phong tự nhủ, xem ra hiện tại lực lượng vẫn còn quá kém. Phải nghĩ biện pháp mau sớm khôi phục đến trước một kiếp đỉnh, cấp 8 linh hồn lực. Tạo thành Diệp Thần Phong cha mẹ ở trong tai nạn xe bỏ mình hung thủ còn không có bị tìm ra,
nói không chừng đúng như Diệp lão gia tử nơi nói như vậy, hung thủ mục tiêu kế tiếp có thể chính là hắn, nếu như hắn không nhanh chóng tăng thực lực lên, làm sao có thể đủ báo thù. Trên cái thế giới này tàng long ngọa hổ người lại thì rất nhiều, lấy Diệp Thần Phong hiện tại cấp 4 linh hồn lực, khẳng định không cách nào đạt tới đệ nhất thiên hạ. Cầm lấy trên kệ khăn lông xoa xoa thân thể mặc quần áo tử tế, Diệp Thần Phong tự đi ra khỏi phòng tắm. Triệu Khải Hoa cho Diệp Thần Phong 500 vạn, cộng thêm lần trước Diệp Thần Phong theo Vân Hổ tập đoàn mượn gió bẻ măng 300 vạn, hắn tổng cộng có 800 vạn, hiện tại cũng là lúc bước ra hắn sáng chế buôn bán đế quốc bước đầu tiên. Trong đầu suy tư hẳn là theo người nào hành nghề vào tay. Quá phiền toái hành nghề, cần cao đầu nhập hành nghề, hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ. Thứ nhất hắn hiện ở trong tay tư chất kim có hạn, thứ hai hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi quản lý công ty. Hiện tại cái gì dễ dàng nhất kiếm tiền đâu? Diệp Thần Phong nghĩ ở trong lòng đường, trong đầu trong giây lát linh quang chợt lóe, nói có. Diệp Thần Phong nghĩ tới 500 năm sau một loại bảo vệ sức khỏe mỹ dung thuốc men, tên là khoái tốc mỹ, phục dụng một tuần loại này mỹ dung bảo vệ sức khỏe thuốc men, có thể dễ dàng trừ đi trên mặt nữ nhân vàng nâu ban, tàn nhang vân vân một loạt tỷ vết nào. Hơn nữa loại này thuốc men tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ, một năm bốn mùa mỗi ngày phục dụng lại có thể có được rất tốt bảo dưỡng tác dụng. So sánh với khoái tốc mỹ, hôm nay thời đại này các loại đi ban, đi tỷ vết nào sản phẩm, kia quả thực chính là cha cặn bã. Hôm nay thời đại này sản phẩm không phải là chỉ quá lượng, chính là thủy ngân quá lượng, ở dùng những thứ này sản phẩm lúc quả thực chính là giống vậy ở phục dụng độc dược. Hơn nữa khoái tốc mỹ loại này mỹ dung bảo vệ sức khỏe thuốc men đầu nhập cũng không cần quá cao. Lấy hiện tại Diệp Thần Phong trong tay tư chất sinh là dư giả. Hiện ở xã hội này kiếm tiền người nào tiền dễ dàng nhất? Đương nhiên là kiếm tiền tiền của nữ nhân, không có người nào nữ nhân là không yêu cái đẹp. Diệp Thần Phong tin tưởng khoái tốc Mỹ trước mặt thành phố, tuyệt đối sẽ sinh ra oanh động, dù sao đây cũng là 500 năm sau bảo vệ sức khỏe Mỹ dung thuốc men. Huống chi Diệp Thần Phong chỉ cần làm tốt cách điều chế, những chuyện khác là có thể giao cho tin được người đi xử lý. Cứ như vậy lời nói sẽ không làm trễ nãi hắn quá nhiều thời gian. Bất quá muốn sản xuất một loại mới thuốc men, trong đó bước đi vô cùng phiền toái, nhất định phải trải qua rất nhiều đường xét duyệt. Dĩ nhiên Diệp Thần Phong chỉ cần gọi điện thoại cho Diệp lão gia tử, khẳng định lập tức có thể phê bình xuống tới. Nhưng là hắn không muốn đi phiền toái Diệp lão gia tử, điểm này chuyện nhỏ chính hắn mới có thể đủ xử lý tốt. Huống chi hầu tử gia tộc ở Thiên Hải là một không tệ buôn bán gia tộc, đến lúc đó tìm hầu tử giúp đỡ chút. Thuận tiện để cho hầu tử giúp hắn tới xử lý khoái tốc mỹ tiêu thụ cùng với sinh ra, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình sao. Hai ngày sau nơi Diệp Thần Phong tự bận rộn, ở biệt thự cùng tiệm thuốc nơi qua lại bôn ba, khiến cho Đường Hân tiểu nha đầu này là ý kiến lớn vô cùng. Ở một lần thí nghiệm sau, Diệp Thần Phong cuối cùng là ở ngày thứ ba đem khoái tốc mỹ hàng mẫu chế luyện đi ra ngoài, duỗi cái lưng mệt mỏi, mới phát hiện Đường Hân ngồi ở bên cạnh hắn trên ghế ngồi. Biểu môi ba, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ vô cùng khó chịu bộ dáng. Hân nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Diệp Thần Phong nắm một chút Đường Hân phấn nộn lỗ mũi hỏi. Hừ, Đường Hân làm núng hừ lạnh một tiếng, nói Thần Phong ca ca, ngươi còn nói là trở về đi theo ta đây này. Hai ngày này ngươi cũng không có theo Hân nhi. Hân nhi, ta đây không phải là đang bận chuyện đó sao? Nếu Hân nhi muốn của ta tiểu nữ nhân, ta dĩ nhiên muốn cố gắng kiếm tiền, sau này để cho Hân Nhi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Diệp Thần Phong có chút áy náy nói. Nghe vậy, Đường Hân trên mặt lộ ra vẻ nụ cười hạnh phúc, nói Thần Phong ca ca, Hân Nhi không cần bất kỳ vật gì, con hy vọng có thể luôn luôn sống ở Thần Phong ca ca bên cạnh của ngươi là được rồi. Đường Hân một đôi linh động trong đôi mắt to, tràn đầy chân thành tha thiết cùng nồng đậm ý nghĩ yêu thương, nhìn Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi một trận rung động. Ôn nhu vuốt ve một chút Đường Hân đầu, nói, nam nhân nên muốn chiếu cố nữ nhân, ta dĩ nhiên không thể để cho ta tiểu nữ nhân chịu khổ. Đường Hân thân thể mềm mại nị đến Diệp Thần Phong trong ngực, nói Thần Phong ca ca, ngày mai trường học của chúng ta muốn cử hành một bàn văn nghệ tiệc tối, Hân Nhi cũng có biểu diễn tiết mục đâu. Là khiêu vũ, Thần Phong ca ca, người ngày mai có thể tới hay không xem ta biểu diễn. Hân Nhi vũ là hiến tặng cho Thần Phong ca ca một mình ngươi. Dĩ nhiên muốn tới. Hân Nhi có biểu diễn, ta nhất định phải đi phụng chàng. Diệp Thần Phong cảm thụ được trong ngực mềm mại, hắn đã không hề nữa cự tuyệt cùng Đường Hân tiểu nha đầu này có tiếp xúc trên thân thể, chỉ cần không xông phá kia cuối cùng một đạo phòng tuyến là được rồi. Có thật không, thật tốt quá, ta ngày mai nhất định phải cho Thần Phong ca ca ngươi bày ra xinh đẹp nhất một mặt.
Đường Hân hoan hô tước dược, thanh âm giống như thanh thúy chim hoàng anh. Tốt lắm, Hân Nhi, người đã ngày mai còn có biểu diễn, tối nay tựu sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong nói. Đường Hân dẹp miệng, bất đắc dĩ đi ra khỏi Diệp Thần Phong gian phòng, thật ra thì nàng trong lòng vẫn là muốn ở lại Diệp Thần Phong trong phòng ngủ, làm Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân, mỗi thiên tỉnh tới thứ liếc nhìn cũng là Diệp Thần Phong khuôn mặt. Chương 67, chỉ vì ngươi một người chỉ có nhảy múa. Thiên Hải Đại học ở Thiên Hải thuộc về là một nơi đứng đầu học phủ, kia trường học có vô cùng thâm hậu văn hóa nội tình, theo Thiên Hải Đại học được học sinh rất nhiều đã thành hôm nay trên xã hội nhân vật nổi tiếng, có tiến vào con đường làm quan, có thành xí nghiệp nhà, có thành tối nay ở Thiên Hải Đại học cử hành trận này tiệc tối là khánh thiên biển rộng lớn học thành đứng thẳng 100 chu niên. Thiên Hải Đại học cách Diệp Thần Phong cùng Đường Hân hiện đang ở biệt thự vô cùng gần. Lúc bình thường bước đi lời nói cũng chỉ lên giá phía trên chừng 10 phút đồng hồ, làm Diệp Thần Phong đi tới Thiên Hải Đại học cửa lúc, kia trận thế là tương đối tráng quan. Chỉ thấy từng chiếc tên xe dừng đầy đại học cửa, những thứ này xe sang trọng chiếc hẳn là cũng lúc trước theo Thiên Hải tốt nghiệp học sinh, lần này trường học cũng 100 chu niên khánh, bọn họ những chuyện này nghiệp thành công nhân sĩ dĩ nhiên muốn trở về nhìn một chút, nói đơn giản một chút chính là trông thấy từng lão đồng học. Thuận tiện làm như trang bê, huyễn khoe của để cho trong lòng nhận được thỏa mãn. Xem ra hôm nào ta cũng vậy muốn mua chiếc xe, luôn là bước đi cũng không phải là cái biện pháp. Diệp Thần Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Thần Phong ca ca, ta ở chỗ này. Đường Hân đã sớm nhóm đợi ở cửa trường học, thấy Diệp Thần Phong thân ảnh sau, trong miệng một bên hô, một bên chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt trước, trong cổ họng thở hổn hển, ngọc thủ vỗ về trên dưới phập phồng bộ ngực. Ở Đường Hân dưới sự hướng dẫn của Diệp Thần Phong đi vào Thiên Hải Đại học, không hổ là có 100 năm lịch sử danh giáo, một nhảy vào đại môn thì có một cổ nồng đậm phong độ của người trí thức tức đánh tới. Nhớ được từ trước Diệp Thần Phong cũng là Thiên Hải sinh viên đại học, bất quá hắn là dựa vào quan hệ tiến vào Thiên Hải Đại học đi học, đến hiện tại ngay cái đại học văn bằng cũng không có bắt được đâu. Nói ra vậy thật sự có chút xấu hổ. Rất nhanh hai người tự đi vào cử hành tiệc tối báo cáo sảnh vô cùng rộng rãi. Tối thiểu có thể dung nạp hơn 1.000 người đâu. Ở báo cáo sảnh đang phía trước lại xây dựng một cái võ đài, hẳn là dùng làm tiệc tối biểu diễn dùng là. Đường Hân đã sớm giúp Diệp Thần Phong an bài tốt vị trí, là ở hàng thứ hai phía trên, hàng thứ nhất bình thường cũng là lão sư ngồi đích. Thần Phong ca ca, ta muốn về phía sau sân khấu chuẩn bị, đợi ngươi tự mỏi mắt mong chờ sao. Đường Hân hoạt bát hướng Diệp Thần Phong cười ngọt ngào liền hướng phía sau đài chạy đi. Báo cáo đại sảnh chỗ ngồi trên căn bản đã là ngồi đích thất thất bát bát, tiệc tối còn muốn một lát nữa mới bắt đầu, Diệp Thần Phong trong lúc rảnh rỗi đến là không biết làm cái gì. Đang lúc ấy thì một gã 21 tuổi trái phải thanh niên đi tới Diệp Thần Phong trước mặt trước, thanh niên mặc một thân danh bài, bộ dáng cũng có chút không có trở ngại, trên mặt là một bộ không ai bì nổi vẻ mặt, nói, đại thúc, ngươi là Đường Hân ca ca. Hay là, thanh niên tên là Đinh Minh Phi, là Thiên Hải đại học năm ba học sinh. Ở Thiên Hải sinh viên đại học trong có một chút hy vọng, hắn đã sớm thầm mến Đường Hân đã lâu rồi, nhưng là Đường Hân đối với hắn luôn là xa cách. Dĩ nhiên Đường Hân ở Thiên Hải đại học được công nhận hoa khôi của trường một trong, theo đuổi người của nàng có thể không dừng lại Đinh Minh Phi một người, nhưng là Đinh Minh Phi là tất cả người theo đuổi trong ưu tú nhất một cái, bất quá Đường Hân trong lòng trừ nàng Thần Phong ca ca ra, kia lại dung hạ được những người khác. Những nam nhân khác ở nàng xem tới so sánh với nàng Thần Phong ca ca muốn xê xích cách xa vạn dặm đâu. Diệp Thần Phong không cần suy nghĩ nhiều cũng biết trước mặt hàng này sắc là tới làm gì đúng không. Trong lòng không khỏi nghĩ nói, xem ra Hân Nhi ở Thiên Hải Đại học còn rất được hoan nghênh sao. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên vẻ độ cung, buột miệng ra, đại thúc. Ta còn là đại gia ngươi đâu, đáng tiếc ta không có ngươi cái này cháu nội ngoan. Diệp Thần Phong cũng là 25 tuổi người sao. Mị này không biết từ nơi nào nhô ra hóa sắc gọi là đại thúc, tâm tình kia còn có thể sảng khoái. Đinh Minh Phi sắc mặt âm trầm xuống, lúc này trực tiếp làm hỏi, người cùng Đường Hân là quan hệ như thế nào? Hắc, người này cháu trai thật đúng là con mẹ nó khôi hài. Ta cùng Hân Nhi chuyện tình, theo người có nửa xu quan hệ sao? Cho ta từ đâu tới đây, lăn đi đâu? Diệp Thần Phong có thể không mảnh vào cùng loại này tiểu hài tử xấu xa tranh giành tình nhân. Tốt, người mang loại. Đợi chờ hội tiệc tối kết thúc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tới tham gia tiệc tối có Thiên Hải rất nhiều nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, Đinh Minh Phi dĩ nhiên không dám ở báo cáo trong sảnh vung tay. Nhìn Đinh Minh Phi tức giận bóng lưng rời đi,
Diệp Thần Phong bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, hắn lại thật không nghĩ tới đến xem một bàn tiệc tối, lại gặp được như vậy cháu trai. Theo Diệp Thần Phong cùng Đinh Minh Phi đoạn này nhỏ nhạc đệm đi qua, một nam một nữ người chủ trì đứng phía trên võ đài tuyên bố tối nay tiệc tối chính thức bắt đầu. Một đám động lòng người tiết mục rối rít làm nổi bật tâm tư của nhân vật, Diệp Thần Phong đối với cái này chút ít cũng không có gì hứng thú, hắn chỉ chờ Đường Hân biểu diễn tiết mục. Tiệc tối cử hành một nửa lúc, nữ người chủ trì lên đài nói, phía dưới cho mời đại nhị mỹ nữ Đường Hân, cho chúng ta mang đến một đoạn động lòng người vũ đạo. Chỉ thấy Đường Hân mặc một bộ màu trắng quần lụa mỏng, trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã cho nàng tăng thêm mấy phần xinh đẹp, uyển nhược là từ vẽ trong chạy đến không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Tiếng nhạc từ từ vang lên, Đường Hân thân thể giống như chỉ có nhảy múa hồ điệp, đi theo âm nhạc ôn nhu vũ động, trong hai tròng mắt tràn đầy nồng đậm ý nghĩ yêu thương, mà lực chú ý của nàng thủy chung tập trung ở dưới đài Diệp Thần Phong phương hướng. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đang lúc cũng tràn đầy thâm tình. Nhìn phía dưới chư ca, bát giới, nhóm một đám thẳng chảy nước miếng, bọn họ đều ở ảo tưởng Đường Hân đoạn này vũ đạo là vì bọn họ mà nhảy. Diệp Thần Phong càng thêm là cảm động lây, tiểu nha đầu đối với hắn ý nghĩ yêu thương, xúc động trong lòng của hắn mềm mại nhất bộ phận, hắn thề sau này tuyệt đối sẽ không để cho Đường Hân thương tâm khổ sở. Trên võ đài mông lung ánh đèn nhẹ nhàng bỏ ra, âm nhạc tiết tấu vậy từ từ tăng nhanh, Đường Hân kỹ thuật nhảy trở nên càng phát ra động lòng người. Ngồi ở dưới đài Đinh Minh Phi rõ ràng cảm nhận được Đường Hân ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong phương hướng, hắn ở trong lòng đã xem Đường Hân là vì hắn tư hữu vật phẩm, nhất thời đối Diệp Thần Phong đau hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Theo âm nhạc kết thúc, Đường Hân cũng không có lập tức đi xuống đài, mà là cầm lên cái loa, hít sâu một hơi nói, hôm nay vũ đạo ta là đặc biệt hiến tặng cho một người, hắn là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, Hân Nhi đáp ứng cuộc đời này chỉ vì hắn một người chỉ có nhảy múa. Lời này vừa nói ra dưới đại học sinh nhất thời kiềm chế không dưới tính tình, mà lão sư thì là một cái nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Đại nhị hoa khôi của trường lúc nào có bạn trai? Điều này làm cho tất cả chư ca, bát giới, nhóm là phá vỡ bình giấm chua, nếu như Đường Hân có thể đặc biệt vì bọn họ nhảy một đoạn vũ lời mà nói, coi như là để cho bọn họ giảm thọ 3 năm, bọn họ vậy nghĩa bất dung từ A. Đinh Minh Phi ánh mắt trở nên càng thêm che lấp, theo chỗ ngồi đứng lên, hướng phía trước võ đài đi tới. Mặc dù hiện tại không thể xuất thủ dạy dỗ Diệp Thần Phong, nhưng là hắn đã nghĩ tới một cái để cho Diệp Thần Phong nan kham phương pháp xử lý. Theo Đinh Minh Phi không giải thích được tiêu sái phía trên võ đài, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Đinh Minh Phi trên người, thậm chí bọn họ hoài nghi Đường Hân trong miệng theo lời cái kia người chính là Đinh Minh Phi, bằng không Đinh Minh Phi đi tới mỏ mẫm tham gia náo nhiệt làm gì. Chương 68, người nào xem ai chê cười, van xin đề cử cất giấu. Hôm nay là Thiên Hải Đại học 100 chu niên khánh điển tiệc tối, chúng ta là không phải là nên chuẩn bị một chút muốn nổi bật tiết mục. Ta Đinh Minh Phi trước vì mọi người dâng lên bắn ra phía trên một đoạn Chopin hoa lệ điệu Vals. Đinh Minh Phi hắng giọng, thanh âm vang dội khuếch tán liền cả báo cáo sảnh. Đinh Minh Phi là Thiên Hải Đại học có danh học sinh khá giỏi, một tay bắn ra piano thành tựu lại càng đạt đến chuyên nghiệp cấp tài nghệ, ngồi ở hàng thứ nhất chỗ ngồi lão sư rất nhiều cũng là nhận biết Đinh Minh Phi. Bọn họ cũng cho là Đinh Minh Phi là đột phát hăng hái muốn ở tiệc tối phía trên bắn ra phía trên một khúc, trong lúc nhất thời rối rít khua lên trong tay trưởng. Kèm theo chúng nhiều vị lão sư tiếng vỗ tay, dưới đại học sinh vậy một đám nước chảy bèo trôi vỗ tay, đặc biệt Thiên Hải Đại học nữ đồng học, ở các nàng trong suy nghĩ Đinh Minh Phi hình tượng tựu giống như Bạch Mã Vương Tử, không chỉ có thành tích học tập ưu dị, hơn nữa lớn lên vừa đẹp trai, hoàn toàn phù hợp các nàng lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn. Đinh Minh Phi đây là hát kia vừa ra, hắn nên không phải là muốn tranh thủ Đường Hân hảo cảm sao? Cái này còn phải nói sao? Đinh Minh Phi ở Đường Hân trước mặt là lũ chiến lũ bại, có câu không phải như vậy nói sao? Không chiếm được mới là tốt nhất. Dưới đài Thiên Hải Đại học nam sinh một đám nhỏ giọng nghị luận, Đinh Minh Phi hoàn toàn là lấy lòng mọi người, rất nhiều nam sinh trong lòng khó chịu rất. Hân Nhi, này thủ khúc Dương Cầm tặng cho ngươi. Trên đài Đinh Minh Phi thâm tình chân thành nhìn Đường Hân nói. Đường Hân nhíu mày, nói, Đinh Minh Phi, mời gọi tất cả của ta tên, ta và ngươi cũng không chín. Đinh Minh Phi khóe miệng hiện lên vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, hắn không có bởi vì Đường Hân lãnh đạm mà tức giận, hắn muốn làm cho đối phương biết, chỉ có hắn Đinh Minh Phi mới xứng đôi nàng Đường Hân. Võ đài hữu phía trên rác để một đoàn màu đen piano, Đinh Minh Phi ưu nhã tiêu sái đến trước Dương Cầm ngồi xuống. Mỗi một cái động tác cũng thuyết minh trang bê hàm nghĩa,
Thấy vậy dưới đài nam sinh một trận nôn mửa, mà dưới đài nữ sinh còn lại là nổi lên mê gái. Ai không có biện pháp, đầu năm nay cái gì chó và mèo đều có thể hành động bạch mã vương tử, không biết trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy bạch mã vương tử. Rất nhiều cũng là cưỡi con lừa trang bê hàng. Theo tiếng đàn dương cầm vang lên, Đinh Minh Phi bắt đầu khải đàn, 10 ngón tay đầu ở trên bàn phím thuần thục nhúc nhích, nhìn điệu bộ này vậy đến tựa như khuôn tựa như chính là hình thức. Này thủ Chopin hoa lệ điệu Vos bị Đinh Minh Phi khải đàn vô cùng hoan khoái, này thủ khúc ý nghĩa chính giống như là một nhóm người ở tự do tự tại khiêu vũ, đột nhiên xông vào một con tiểu cầu, được một số người chọc cho xoay quanh vòng. Đinh Minh Phi ở khải đàn lúc lại thỉnh thoảng nhìn phía trên đường hân mấy lần, trong ánh mắt để lộ ra nào đó thắm thiết khát vọng, theo một khúc kết thúc, dưới đài vang lên lôi minh một loại tiếng vỗ tay. Quá dễ nghe, thật sự là quá tốt muốn nghe. Đinh Minh Phi không hổ là chúng ta nữ sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ nam nhân. Khác Phạm Hoa Si rồi, Đinh Minh Phi thích là Đường Hân, chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Đường Hân vậy thiệt là, Đinh Minh Phi có kia điểm không xứng với nàng. Chẳng lẽ nàng cho là mình là Thiên Hải Đại học hoa khôi của trường tựu rất giỏi sao? Dưới đài nữ sinh hoàn toàn bị Đinh Minh Phi tài hoa cho mê hoặc, bình thường hội bắn ra piano, làm âm nhạc nam sinh. Ở đại đa số nữ sinh trong suy nghĩ hay là rất được hoan nghênh. Đợi đến tiếng vỗ tay dừng lại sau này, Đinh Minh Phi mới miệng nói, chỉ là ta một người khải đàn thẳng đơn điệu, phía dưới có hay không vị kia cũng muốn đi lên khải một bản. Người nào não rút ra người còn có thể đi tới khải đàn. Đinh Minh Phi piano thành tựu nhưng là đạt đến chuyên nghiệp cấp tài nghệ, bọn họ đi tới bắn ra piano không phải là mình tìm tai vạ đó sao? Đinh Minh Phi thấy không có một người nguyện ý đi lên. Hắn tựa hồ phi thường hài lòng gật đầu, theo trên đài đi xuống, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt trước, có lễ phép nói, vị bằng hữu kia, người có nguyện ý hay không phía trên đến cho ta nhóm bắn ra phía trên một khúc. Nếu như người đối piano một chữ cũng không biết lời mà nói, tự xem như ta không có hỏi qua. Ở Đinh Minh Phi đi xuống võ đài cái kia khắc, dưới đài ánh mắt của mọi người cũng đi theo thân thể của hắn di động, lại càng rõ ràng nghe được Đinh Minh Phi nói. Đinh Minh Phi muốn đúng là cái này hiệu quả. Nếu như Diệp Thần Phong thừa nhận đối piano một chữ cũng không biết, đây không phải là trước mặt mọi người mất thể diện sao? Còn đối với Phương nếu như kiên trì đi tới khải đàn, vậy không có bất kỳ quan hệ gì, Đinh Minh Phi tin tưởng lấy hắn hiện tại piano thành tựu, trừ là chuyên nghiệp cấp đại sư, làm việc hơn trong trên căn bản là không ai có thể vượt xa hắn. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói thật hắn thật đúng là không muốn cùng loại này tạp mao không chấp nhặt. Khi hắn xem ra Đinh Minh Phi mới vừa rồi cái kia đoạn khúc dương cầm một chút cũng không có bắn ra trong đó thần vận tới, trước một kiếp Diệp Thần Phong tiếp nhận quốc gia bồi dưỡng nhưng là toàn bộ phương diện, nói hắn là toàn năng nhân tài một chút cũng không quá đáng. Theo chỗ ngồi đứng lên, Diệp Thần Phong nói, người mới vừa rồi là ở bắn ra cây bông sao? Coi như là bắn ra cây bông người cũng so sánh với người bắn ra thật là tốt nghe. Oanh, lời này vừa nói ra nhất thời ở báo cáo bên trong phòng khách đưa tới sóng to gió lớn, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, hàng trước lão sư vậy một đám quay đầu lại. Hắn không phải là Diệp Thần Phong sao? Hắn hôm nay làm sao tới trường học? Hắn hội bắn ra piano, bất quá tựu là năm đó một cái gây chuyện sinh sự sức khỏe mà thôi. Hàng trước vô cùng nhiều vị lão sư nhận ra Diệp Thần Phong thân phận. Năm đó hắn ở Thiên Hải Đại học là lão sư trong mắt nhức đầu học sinh, ở trong trường học chọc cho phiền toái đếm không hết, bất quá những lão sư này cũng không biết Diệp Thần Phong là kinh thành Diệp gia người, nếu như bọn họ biết rồi sợ rằng mượn bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ vậy không dám nói ra lần này nói tới, Diệp gia ở người bình thường trong mắt cũng coi là một cái quái vật lớn. Diệp Thần Phong không để ý đến sắc mặt khó coi Đinh Minh Phi, bay thẳng đến trên đài đi tới, Đinh Minh Phi ở trong lòng tàn bạo thầm nghĩ. Bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể đủ bắn ra thứ gì tới. Thần Phong ca ca, ngươi hội bắn ra piano sao? Thấy Diệp Thần Phong đi lên võ đài, Đường Hân trên mặt hiện đầy lo lắng, nàng không muốn xem đến nàng Thần Phong ca ca trước mặt mọi người bêu xấu. Diệp Thần Phong không khỏi sờ sờ lỗ mũi, nói coi là biết một điểm sao. Thử nhìn một chút. Đường Hân nhẹ cắn môi, lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay, nói Thần Phong ca ca, bằng không ngươi không nên bắn sao. Chúng ta không nên cùng Đinh Minh Phi không chấp nhặt. Hân Nhi, chúng ta bây giờ còn đang trên đài đâu? Ngươi như vậy lôi kéo ta, rất nhiều người đều ở xem ngươi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Đường Hân này mới phản ứng tới, cảm thụ được dưới đài nghi ánh mắt mê hoặc, gương mặt nhất thời trở nên đỏ bừng.
Khó trách Đinh Minh Phi muốn tìm hắn phiền toái, xem ra Đường Hân mới vừa rồi cái kia đoạn vũ đạo là hiến tặng cho hắn. Ta cảm giác này các anh em so sánh với Đinh Minh Phi phải mạnh hơn, ta mỗi lần nhìn Đinh Minh Phi kia trang bê dạng cũng không thoải mái. Dù sao dưới đài rất nhiều người cũng không phải người ngu, hơi chút phân tích một chút là có thể rõ ràng trong đó chuyện. Làm phần lớn người cho là Diệp Thần Phong là ở tự rước lấy nhục lúc, tiếng đàn dương cầm vang lên, này thủ khúc là trước một kiếp Diệp Thần Phong trong lúc rãnh rỗi sở sáng tác ra tới, khúc từ nửa phần trước phân biểu đạt chính là nam tử nhiệt huyết, rồi sau đó nửa bộ phận biểu đạt thì còn lại là nam tử cô gái yêu nhau nhu tình, là một thủ vô cùng tương phản cảm khúc từ. Dưới đài mọi người trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi, đặc biệt là phái nam, dõng dạc tiết tấu, giống như vạn mã bôn đằng ở trên thảo nguyên, phối hợp thêm Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực bắn ra tấu khúc điệu, phảng phất từng cái âm phù đều có thể rung động nam nhân tâm linh, để cho bọn họ thật giống như trở lại chiến trường ở giết địch người bình thường. Đang ở khúc điệu sục sôi đến muốn cho người thở không nổi tới lúc, vạn mã bôn đằng cảm giác trong giây lát biến thành từ từ chảy xuôi theo dòng suối nhỏ, loại này an tĩnh cảm giác thoải mái, làm cho người ta muốn nhắm mắt lại hào hào hưởng thụ một phen, đặc biệt là nữ sinh, này kích phát ra trong lòng các nàng khát vọng tình yêu cảm xúc. Thon dài 10 ngón tay, phảng phất mỗi một cái cũng là ma thuật sư ma pháp bổng, tổng có thể làm cho lắng nghe người thấy một cái bất đồng tuyệt đẹp thế giới, để cho kia đắm chìm ở ánh sáng vô cùng ảo tưởng trong không gian. Chương 69, lộ ra bản tính. Tiếng đàn dương cầm đã sớm kiết nhiên nhi chỉ, bất quá, bất kể là trên đài Đường Hân, hay là dưới đài lão sư cùng học sinh, ngay cả muốn gặp Diệp Thần Phong chê cười Đinh Minh Phi vậy như cũ là nhắm mắt, loại này tuyệt đẹp tuyệt luân tiếng đàn dương cầm, là bọn hắn nghe được tốt nhất nghe được, thậm chí so sánh với trên quốc tế piano nhà còn muốn bắn ra được tốt, thế cho nên bọn họ cũng không muốn từ nơi này loại hưởng thụ trong trở lại thực tế, bên tai phảng phất vẫn như cũ là quanh quẩn tuyệt đẹp âm phù. Diệp Thần Phong bắn ra piano tài nghệ đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, hơn nữa này thủ khúc là thân thủ của hắn sở sáng tác, hắn dĩ nhiên có thể vận dụng linh hồn lực kích phát ra không thể sánh ngang thính giác hưởng thụ lấy. Nếu là này thủ khúc để cho những khác piano đại sư khải đàn, khẳng định bắn ra không ra hiệu quả như vậy tới, ở nơi này thủ khúc trong linh hồn lực vận dụng cũng là không thể thiếu. Dưới đài không biết là người nào trước khua lên trong tay trưởng, ngay sau đó tất cả mọi người khua lên trong tay trưởng, rất nhiều nam sinh thậm chí là đứng ở trên ghế, khúc từ nửa phần trước phân kích phát ra bọn họ trong lòng nhiệt huyết, bàn tay phách tiết tấu là càng lúc càng nhanh. Thậm chí là hai tay đỏ bừng, đau đớn, bọn họ không ngừng lại khuynh hướng. Dưới đài nữ sinh thì là một cái hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần Phong, hiện tại các nàng tin tưởng Diệp Thần Phong nói, nếu như cầm Đinh Minh Phi trình diễn cùng Diệp Thần Phong trình diễn so sánh với lời mà nói, Đinh Minh Phi thật đúng là giống như là ở bắn ra cây bông đâu. Ngồi ở hàng thứ nhất các thầy giáo, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc nghi hoặc, vị này đạt tới piano đại sư tài nghệ đích thanh niên. Thật sự là năm đó Thiên Hải Đại học cái kia cả ngày gây chuyện sinh sự Diệp Thần Phong. Có lẽ chẳng qua là lớn lên giống mà thôi, bọn họ trong lòng cũng không nguyện thừa nhận sự thật này. Đứng ở trên đài Đường Hân, trong hai tròng mắt tản ra thần thái, trên mặt treo nụ cười đắc ý, thật giống như mới vừa rồi là nàng ở khải đàn bình thường đâu. Thần Phong ca ca, nguyên lai ngươi piano đàn được tốt như vậy. Trước kia làm sao chưa bao giờ biết ngươi hội bắn ra piano. Đường Hân chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nghi vấn nói. Dưới đài, Đinh Minh Phi sắc mặt xanh mét, hắn làm sao vậy không nghĩ tới Diệp Thần Phong piano tài nghệ đã đạt tới loại trình độ này. Lần này hắn thật sự là cấp làm mai mối, chính mình hung hăng đánh miệng của mình tử. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong một lát sau, không nói tiếng nào rời đi báo cáo sảnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thần Phong sống khá giả, trải qua tối nay cái này chuyện mất mặt. Thanh danh của hắn ở Thiên Hải Đại học nhất định sẽ xuống dốc không phanh, hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn loại chuyện này đâu. Hắn đem tạo thành đây hết thảy hậu quả nguyên nhân toàn bộ đẩy ngã Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong đoạn này khúc dương cầm không thể nghi ngờ thành hôm nay tiệc tối tốt nhất điểm sáng, khiến cho phía sau bất kể như thế nào ánh sáng tiết mục cũng trở nên u ám không sáng, này chẳng khác nào đứng ở đỉnh núi ngắm phong cảnh cùng đứng ở chân núi ngắm phong cảnh khác biệt. Theo tiệc tối kết thúc, tại chỗ nam nam nữ nữ cả đám đều ngó chừng Diệp Thần Phong nhìn, nếu không phải Đường Hân đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh lời mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh tiến lên hỏi hắn muốn mã số. Đi ra báo cáo sau phòng, Đường Hân phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, nói Thần Phong ca ca, xem ra ngươi đang ở đây nữ sinh trong suy nghĩ lại là phi thường được hoan nghênh,
ngươi nhìn mới vừa rồi trường học của chúng ta nữ sinh nhìn ngươi lúc, hình như là nhìn một bàn mỹ vị ngon miệng món ngon đâu. Làm sao, chẳng lẽ không thành Hân Nhi ghen tị, thỉnh thoảng trêu chọc Đường Hân tiểu nha đầu này, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy man thú vị vị. Ai biết Đường Hân sau một khắc tự ôm Diệp Thần Phong cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, Hân Nhi mới không ăn giấm đâu. Thần Phong ca ca vốn là rất ưu tú, rồi hãy nói ta là Thần Phong ca ca tiểu nữ nhân, ta chỉ cần có thể ở lại Thần Phong ca ca bên cạnh của ngươi là được rồi. Để làm chi như vậy vội vã đi, chẳng lẽ quên mất ta mới vừa rồi đã nói. Diệp Thần Phong cùng Đường Hân mới vừa đi ra Thiên Hải Đại học không bao lâu, ven đường trong bụi cỏ tự thoát ra bốn đạo bóng đen. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng Đường Hân đi con đường này tương đối vẫn, chung quanh trên căn bản không có bất kỳ người đi đường, mượn ven đường ngọn đèn hôn ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng người nói chuyện bộ dáng, hắn không phải là Đinh Minh Phi sao. Ở phía sau hắn lại đi theo ba cái hảo giống như là trên xã hội tên côn đồ các kẻ chi lưu, y phục trên người ăn mặc không có bộ dáng, một đầu ngổn ngang tóc, này phải là trong truyền thuyết không chủ lưu sao. Đinh Minh Phi, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói qua, sẽ không làm bạn gái của ngươi, sau này ngươi không nên quấn ta. Thấy người đến là Đinh Minh Phi, Đường Hân lập tức nhíu mày. Đường Hân, ngươi ở trong trường học cũng là thằng hội trang thuần, hắn là xài bao nhiêu tiền bao nuôi ngươi. Ta ra gấp đôi, chỉ cần ngươi có thể đủ ở trên giường để cho ta thoải mái là được rồi. Đinh Minh Phi chỉ vào Diệp Thần Phong nói. Đinh Minh Phi ở trong trường học biểu hiện ra cũng là thân sĩ bộ dáng. Vốn là Đường Hân chẳng qua là đối hắn quấn quýt chặt lấy có chút ghét, mà hôm nay Đinh Minh Phi lộ ra diện mục thật sự, làm cho nàng cảm giác vô cùng ác tâm, còn không biết giống như Đinh Minh Phi người như vậy, từ trước đã có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn cho. Đinh Minh Phi, người vô sỉ, Đường Hân tức trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Ta vô sỉ thì thế nào, chỉ cần có thể hưởng thụ đến thân thể của ngươi, này như vậy đủ rồi. Đinh Minh Phi khóe môi nhếch lên vẻ tiện cười. Ngược lại hướng về phía Diệp Thần Phong nói, thức thời lập tức hướng ta dập đầu nhận lầm, sẽ đem Đường Hân lưu lại, tối nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần Phong đi tới Đinh Minh Phi trước mặt trước, cười lạnh nói, nếu như ta nói không muốn chứ. Vậy hãy để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ xương gãy đầu tư vị. Đinh Minh Phi một chút cũng không cần phải lo lắng, dù nói thế nào hắn bên này cộng thêm chính hắn có bốn người, chẳng lẽ bọn họ ngay cả một người vậy không đối phó được sao? Kia thật sự là quá hoang đường. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ thấy Đinh Minh Phi vừa dứt lời, Diệp Thần Phong tự xuất thủ, hai tay khóa lại đối phương cánh tay, nhẹ nhàng ngắt một cái, Đinh Minh Phi đầu khớp xương tự phát ra gãy lìa giòn vang âm thanh. Ngươi nói là loại này hưởng thụ sao? Diệp Thần Phong trên mặt là phong đạm vân khinh nụ cười. Diệp Thần Phong động tác quá là nhanh, thế cho nên Đinh Minh Phi trong đầu phản ứng thần kinh chậm một nhịp, chờ một hồi lâu thời gian. Cổ họng của hắn nơi mới phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Hai cái cánh tay mềm nhũn rủ xuống, miệng quát các ngươi còn không mau lên cho ta. Nhưng là làm Đinh Minh Phi tuyệt vọng chuyện tình lần nữa xảy ra, chỉ thấy Diệp Thần Phong ba lượng ở dưới đã hắn tìm đến trợ thủ cho đánh gục trên mặt đất, cả quá trình ngay một phút đồng hồ cũng không đến. Như thế nào, có phải hay không còn muốn hưởng thụ xương gãy đầu tư vị? Loại tư vị này có phải hay không đặc biệt thoải mái? Diệp Thần Phong cười nghi vấn nói. Đinh Minh Phi dĩ nhiên biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, hiện tại cũng không phải là cường ngạnh lúc, vội vàng nói, là ta có mắt không tròng, chuyện đêm nay sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Đáp Phi sở vấn, ta là hỏi ngươi loại tư vị này sướng hay không? Diệp Thần Phong lạnh như băng quát lên. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Đinh Minh Phi liên tục không ngừng mất đích hồi đáp. Nếu cảm thấy thoải mái, ta đây cho ngươi thoải mái đủ bổn. Diệp Thần Phong giơ chân lên, hai chân đá vào Đinh Minh Phi xương bánh chè phía trên. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ không là một thích chính mình tìm phiền toái chủ, nhưng là nếu như phiền toái tìm tới hắn, hắn nhất định sẽ không chút lựa chọn thanh trừ. Chương 70, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, van xin đề cử cất giấu. Nhìn nằm trên mặt đất kêu rên Đinh Minh Phi cùng với hắn tìm đến ba cái trợ thủ, Diệp Thần Phong đưa bàn tay theo thứ tự đặt tại bốn người trên ót, linh hồn lực theo trong lòng bàn tay theo xuyên suốt ra. Ngay sau đó Đinh Minh Phi bọn bốn người trên mặt lộ ra một bộ cộc lốc bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Đây là Diệp Thần Phong linh hồn lực đột phá đến cấp 4 sau này một loại mới năng lực, có thể lợi dụng linh hồn lực đưa người não bộ thần kinh phá hủy, khiến cho biến thành trí chướng. Giống như Đinh Minh Phi loại này đổ bỏ đi Diệp Thần Phong ngay giết đều lười được giết,
Bất quá suy nghĩ đến sau này Đường Hân ở trường học an toàn, hắn hay là muốn làm tốt một phen thi thố, cho nên đem Đinh Minh Phi bốn người bọn họ biến thành trí chướng là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Đường Hân trên mặt tràn đầy ngờ vực, nàng tổng cảm giác nàng Thần Phong ca ca trở nên càng ngày càng thần bí, nhưng là nàng không có mở miệng hỏi Diệp Thần Phong, nàng chỉ cần làm tốt Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân là tốt, nàng biết nếu như nàng Thần Phong ca ca muốn đem chuyện nói cho nàng biết lúc, như vậy tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Chuyện này theo khác một phương diện phản ứng làm ra Đường Hân là một thông minh tiểu nữ nhân, nàng biết nam nhân không thích luôn là lao thao, cái gì cũng muốn truy hỏi kỹ càng sự việc nữ nhân. Ha ha a, ca ca, chúng ta đi chơi trốn mèo mèo sao? Nằm trên mặt đất Đinh Minh Phi bị Diệp Thần Phong biến thành trí chướng sau này, ngay đau đớn trên người cũng quên mất, theo trong miệng chảy ra nước bọt, bò đến Diệp Thần Phong trước mặt trước, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Hân Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không để ý tới hội Đinh Minh Phi bọn họ, hướng về phía bên cạnh Đường Hân nói. Đường Hân biết điều kéo Diệp Thần Phong cánh tay, lần trước nàng đã được chứng kiến Diệp Thần Phong thủ đoạn. Cho nên hắn trên mặt vẻ mặt không có có sợ hãi, ngược lại là có một loại nhàn nhạt hạnh phúc, bởi vì nàng biết nàng Thần Phong ca ca là vì nàng mới phế bỏ Đinh Minh Phi bọn họ, có như vậy một đại nam nhân ở trước mặt nàng che gió che mưa, làm cho nàng cảm giác vô cùng có cảm giác an toàn. Thần Phong ca ca, chúng ta đi ăn một chút gì sao? Đi 5-6 phút sau này, Đường Hân nháy nháy mắt to mong được nhìn Diệp Thần Phong. Ở Thiên Hải Đại học phụ cận có một điều ăn vặt nhai. Đủ loại mỹ vị ăn vặt đều có, một điểm trọng yếu nhất là nơi này ăn vặt mỹ vị vừa tiện nghi, là tụ tập sinh viên đại học nhiều nhất địa phương, dù sao rất nhiều sinh viên đại học cũng không phải là phú nhị đại, mang không được bạn gái đi xa hoa xa xỉ địa phương, bất quá nhỏ tình lữ tới ăn vặt nhai ăn cái gì vậy có một phong vị khác, thậm chí đã bước lên xã hội thành phần tri thức vậy thường xuyên sẽ đến này điều ăn vặt nhai ăn cái gì. Đường Hân lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay đi ở tương đối chật chội ăn vặt trên đường. Nơi này làm ăn ngã là phi thường bốc lửa, rất nhiều cũng là một đôi đối ngọt ngào mật mật nhỏ tình lữ. Thần Phong ca ca, ta muốn ăn chua cay súp. Đường Hân lôi kéo Diệp Thần Phong đi tới một cái chua cay súp quầy hàng trước lại để Linh Linh tán tán cái bàn cùng cái ghế, hẳn là cung cấp khách nhân ăn chua cay súp lúc sử dụng. Lão bản là một lục tuần lão hán, trên mặt hiện đầy nếp may, thấy Diệp Thần Phong cùng Đường Hân đi tới quầy hàng trước, trên mặt hắn lộ ra vẻ hòa thiện đích nụ cười. Hỏi tiểu tử, có phải hay không muốn tới chén chua cay súp? Lão bản, chúng ta muốn hai chén. Diệp Thần Phong có chút có lễ phép ngạch hồi đáp. Tiểu tử, xem ra ngươi là lần đầu tiên tới chỗ của ta ăn chua cay súp à? Lão nhân chỉ quầy hàng bên cạnh một khối tấm bảng phía trên rõ ràng viết tình lữ chua cay súp này 5 chữ to. Lão nhân kiên nhẫn giải thích, tới quang chú ý chỗ này của ta bình thường cũng là tình lữ, là đôi ăn một chén lớn. Ngươi không tin xem một chút chỗ này của ta khách nhân. Quả nhiên ngồi ở quầy hàng trước trên ghế cũng là một đôi đôi tình nhân, bọn họ đều là hai người ăn một chén, mới vừa rồi Diệp Thần Phong còn thật sự là không có phát hiện. Diệp Thần Phong nhìn một chút bên cạnh Đường Hân, tiểu nha đầu gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là cố ý mang Diệp Thần Phong tới nơi này ăn tình lữ chua cay súp. Lão nhân thấy Diệp Thần Phong cùng với Đường Hân phản ứng, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra tình. Trên mặt vẻ mặt phảng phất là lâm vào trong ký ức, thở dài một hơi nói tiểu tử, ngươi có như vậy bạn gái hẳn là cảm thấy hạnh phúc, nhớ được ta lúc còn trẻ, bạn gái của ta chưa bao giờ khẳng định cùng ta cùng nhau ăn quán ven đường, ta cũng chỉ có thể đủ liều mạng kiếm tiền, mang nàng đi rất nhiều hạng sang lần đích địa phương, cuối cùng nàng lại là theo chân người có tiền đi, ta đến bây giờ còn là độc thân một người đâu. Hồi tưởng đến lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ, ta ở nơi này đều ăn vặt nhai mở ra như vậy một cái tình lữ chua cay súp quầy hàng. Có lẽ là Diệp Thần Phong cùng Đường Hân chạm đến lão nhân tâm linh, để cho hắn lần nữa đang nhớ lại lúc tuổi còn trẻ chuyện tình, nhất thời không nhìn được đối Diệp Thần Phong bọn họ chậm rãi mà nói. Tốt, lão bản, kia cho chúng ta tới một chén chua cay canh đi. Diệp Thần Phong cũng bị lão nhân lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ lây nhiễm. Lão nhân bới thêm một chén nữa chua cay súp đưa cho Diệp Thần Phong, nói tiểu tử, bạn gái của ngươi không tệ, ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng a. Đường Hân kéo Diệp Thần Phong cánh tay, thân thể không khỏi hướng Diệp Thần Phong trên người nhích lại gần, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đối với nàng mà nói có lẽ cùng nàng Thần Phong ca ca mỗi ngày tới ăn một chén chua cay súp tựu đầy đủ hạnh phúc, nàng không cần Diệp Thần Phong cho nàng mua danh bài bao bao, danh bài xe thể thao, đối với nàng mà nói chỉ cần có Diệp Thần Phong ở, làm cái gì cũng là hạnh phúc. Hai người tìm ở không chỗ ngồi xuống,
Đường Hân ngọt nhơn nhất nói, Thần Phong ca ca, chúng ta ăn đi. Hân nhi, chẳng qua là ăn một chén chua cay súp mà thôi, ngươi không cần phải vui vẻ như vậy sao? Diệp Thần Phong nghi vấn nói. Ta dĩ nhiên vui vẻ, bởi vì là ta cùng Thần Phong ca ca ngươi cùng nhau ăn, hơn nữa hai người chúng ta hay là hợp ăn một chén. Đường Hân nói đương nhiên, giống như nàng giờ phút này trên mặt đầy hạnh phúc đồng dạng là đương nhiên. Chua cay súp vào cửa có một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời, Diệp Thần Phong trước một kiếp không riêng gì văn võ toàn tài, đối tài nấu nướng này một khối quốc gia cũng là có đặc biệt huấn luyện hắn, có một lần hắn lại hóa trang thành một chủ sư, đi thất tinh cấp trong tửu điếm kiêu ngạo chủ đâu. Mà chén chua cay súp mùi vị có lẽ cũng không phải là đến cỡ nào mỹ vị, nhưng là chỉ cần dùng tâm đi nhận thức là có thể cảm nhận được trong đó hàm chứa tình cảm, loại này chua cùng cay kết hợp, để cho Diệp Thần Phong đang nhớ lại hắn trước một kiếp nhất không muốn nhớ lại chuyện tình. Sống lại tới nay mấy ngày nay, Diệp Thần Phong cố gắng phong bế trước một kiếp một chút trí nhớ, thật ra thì ở trước một kiếp hắn lại có một người bạn gái, tên là Lạc Tuyết Kỳ, Lạc Tuyết Kỳ không riêng gì Diệp Thần Phong bạn gái, hay là Diệp Thần Phong hợp tác, nhớ được ở một lần cuối cùng lúc thi hành nhiệm vụ, Diệp Thần Phong lại đã đáp ứng đối phương nhất định sẽ sống trở về, ai biết, thật không biết Tuyết Kỳ ở 500 năm sau thế giới trôi qua có được hay không. Thần Phong ca ca, làm sao ngươi không vui? Đường Hân thấy Diệp Thần Phong hơi có vẻ cô đơn khuôn mặt, không khỏi nghi vấn nói. Diệp Thần Phong hồi thần lại, khẽ mỉm cười nói, Hân nhi, ta không sao, chẳng qua là lơ đãng đang nhớ lại từng chuyện cũ. Hân nhi, ngươi đừng quang xem ta a, chúng ta ăn chua cay canh đi. Diệp Thần Phong biết hắn đã không trở về được 500 năm sau, hắn chỉ hy vọng Tuyết Kỳ có thể ở thời đại kia mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Chương 71, hầu tử đã xảy ra chuyện van xin đề cử. Ăn xong chua cay súp, Diệp Thần Phong cùng Đường Hân trở về biệt thự, đang nhìn Đường Hân đi tiến gian phòng sau, Diệp Thần Phong gọi một cú điện thoại cho hầu tử, khoái tốc Mỹ trước mặt thành phố cùng sinh ra còn cần hầu tử trợ giúp đâu. Điện thoại rất nhanh tự tiếp thông, chỉ bất quá đầu bên kia điện thoại truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm, thật giống như hầu tử là uống rượu say, uy, ngươi là ai? Không, không nên tới phiền ta, nhĩ hầu ra ra không đếm xỉa tới ngươi. Hầu tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong cau mày nghi vấn nói. Lão đại, ngươi là lão đại, hầu tử rõ ràng cho thấy uống rượu uống đến có chút thần trí không rõ. Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời, ở trong điện thoại hỏi hầu tử sở tại địa chỉ, tự vội vàng ra cửa, hầu tử như vậy trạng thái, hắn ở trong điện thoại vậy hỏi không rõ thứ gì, còn nữa Diệp Thần Phong đánh trong đáy lòng đem hầu tử cho rằng huynh đệ đối đãi, hắn nghe hầu tử ở trong điện thoại giọng nói có cái gì không đúng, cho nên hắn phải mau chân đến xem. Căn cứ hầu tử ở trong điện thoại hàm hàm hồ hồ trả lời, Diệp Thần Phong miễn cưỡng có thể biết đối phương chỗ ở địa phương là Trời Xanh Lam Quầy Rượu. Trời Xanh Lam Quầy Rượu ở Thiên Hải thuộc về là một nhà trong loại kém lần đích quầy rượu, bên trong tam giáo cửu lưu người rất nhiều, ở Diệp Thần Phong trong trí nhớ hầu tử lúc bình thường đi quầy rượu cũng là Thiên Hải hạng sang quầy rượu, bằng vào điểm này khác thường, Diệp Thần Phong thì càng thêm xác định hầu tử khẳng định có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Trời Xanh Lam trong quán rượu chói tai tiếng nhạc nổ vang, trong sàn nhảy nam nam nữ nữ đi theo sức lực bạo phát tiếng nhạc không ngừng vũ động, nữ một đám xuyên có hình như là tiểu thư bình thường, nam thì một đám nhích tới gần mục tiêu của mình, ở thân thể nữ nhân đi lên trở về lục lọi. Ở trong quán rượu đây không phải là thường bình thường chuyện tình, tất cả mọi người ở trong sàn nhảy khiêu vũ, coi như là không nhận ra người nào hết nữ nhân, người đều có thể đi tới sở vài bà, tới quầy rượu nữ nhân đương nhiên là đặc biệt mở ra. Bằng không nói như thế nào, nếu như ngươi phải tìm một đêm tình phải đi quầy rượu. Thiên Lam trong quán rượu tương đối vẫn một chỗ ngồi, hầu tử một chén hướng trong miệng rót hỗn hợp rượu, có đôi khi chén miệng không có đối với đúng miệng, trực tiếp xối tại trên y phục, hắn chỉnh bộ y phục đã bị tử thủy cho thấm ướt. Cách đó không xa một cái thân thể không lớn địa, trên mặt nhiều son dày phấn nữ nhân nhìn hầu tử phương hướng, ở thân thể của hắn bên cạnh còn đứng một người đầu trọc nam nhân. Nữ nhân ghé vào nam nhân bên tai nói, ma quỷ, ta xem hôm nay chúng ta có thể có chút thu hoạch, ngươi nhìn cái kia dài xấu xí người đã hoàn toàn uống rượu say, đợi ta đi tới theo hắn, thuận tiện lừa gạt hắn một khoản. Này một đôi nam nữ là ở thế hệ này xen lẫn tên côn đồ các ké cùng tiểu thái muội, lúc bình thường ở trong quán rượu lừa gạt người đã không ít, bất quá không ai dám nói gì, nghe nói đầu chọc người ca ca là Long Nha biết rồi hội trưởng. Long Nha sẽ ở Thiên Hải nhiều nhất vậy chỉ là một tam lưu bang hội, kia bang chúng chỉ có 300-400 người, bất quá chỉ là như vậy người bình thường tựu đắc tội không được,
bởi vì cái gọi là rủi ro thoát tai họa sao? Bị lừa gạt đã bị lừa gạt đi, dù sao người không có chuyện gì là tốt, tất cả mọi người là báo như vậy một loại tâm thái. Nhiều son giày phấn nữ nhân giấy dụa nàng kia tự nhận là thon thả vóc người, đi tới hầu tử bên cạnh ngồi xuống, mặc màu đỏ tất chân bắp đùi kiều lên, trong miệng nhão âm thanh nhão khí nói, dễ nhìn, làm sao ngươi một người ở chỗ này uống rượu giải sầu a? Có muốn hay không ta đến cùng ngươi, ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi nga. Hầu tử hướng trong miệng tưới một ngụm hỗn hợp rượu, nồng đậm rượu cồn khi hắn nhú đầu phía trên khuếch tán ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nhiều son giày phấn nữ nhân, một cước đem nữ nhân đạp xuống cái ghế, quát lên, đi con mẹ ngươi, nhĩ hầu ra ra ta chưa bao giờ gọi tiểu thư, vậy không trở về nhà tiểu một vũng theo soi gương. Ai u nhiều son giày phấn nữ nhân đặt mông té ở trên mặt đất, trong cổ họng nhất thời phát ra kêu đau âm thanh. Ở cách đó không xa luôn luôn nhìn chăm chú vào nơi này lão đầu chọc. Vội vội vàng vàng đi tới, ở phía sau hắn lại đi theo bốn gã thân thể cường tráng hán tử. Lão đầu chọc trên đầu đâm vào chín điều màu xanh lá long, vẻ mặt hung ác tiêu sái đến hầu tử trước mặt trước, nói, huynh đệ, ngươi xen lẫn kia. Ngươi có biết hay không ngươi mới vừa rồi bị đá có thể là lão bà của ta. Ngươi nói chuyện này hẳn là muốn như thế nào làm. Ha ha a hầu tử trong cổ họng phát ra một trận tiếng cười, ngón tay chỉ vào lão đầu chọc hỏi, nàng là lão bà của ngươi. Ngươi để cho lão bà của ngươi đi ra ngoài làm thiếp tỷ. A một tiếng giòn vang, lão đầu chọc trực tiếp một cái tát đánh vào hầu tử trên mặt, trong miệng mắng, mẹ, ngươi tên khốn này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay chuyện này ngươi nếu như có thể lấy ra 10 vạn đồng tiền tới, ta tự không cùng người so đo. Hầu tử bên phải trên gương mặt xuất hiện một đạo hồng sắc dấu năm ngón tay, khóe miệng như cũ là treo vẻ nụ cười, không có lại đi để ý tới lão đầu chọc, cầm lấy trước mặt trên bàn hỗn hợp rượu. Lại đi trong miệng ực mạnh một ngụm, trong ánh mắt ẩn hàm nào đó đau đớn. Tiểu tử ngươi đừng tìm ta mà xạo khỉ ngu, ngươi muốn uống rượu có phải hay không? Ta liền cho ngươi uống đủ. Lão đầu chọc cầm lên bên cạnh một cái để khối băng thùng, đem bên trong khối băng toàn bộ rửa qua, xa hơn bên trong thùng rót đầy suốt một thùng rượu. Phân phó phía sau hắn bốn gã tráng hán, các ngươi để cho hắn hảo hảo uống một thùng rượu. Bốn gã đại hán nghe được lão đầu chọc phân phó. Trên mặt hiện ra vẻ hí tàn bạo nụ cười, đi tới hầu tử trước mặt trước, trực tiếp cầm lên hầu tử đầu, hướng trang bị đầy đủ rượu đích bên trong thùng đè nén xuống. Hầu tử tứ chi nhất thời từ chối đứng lên, tiếc rằng, hắn cái kia thêm chút sức lượng căn bản là bù không được bốn gã tráng hán, chỉnh cái đầu bị đặt tại trong rượu, không có một hồi thời gian, hắn cũng cảm giác sự khó thở, có loại nhanh muốn cảm giác hít thở không thông. Thấy hầu tử giãy giụa càng ngày càng nhỏ. Lão đầu chọc nói, để cho hắn đi ra ngoài thở gấp một hồi khí, không nên bắt hắn cho nhịn chết. Bốn gã hán tử đem hầu tử đầu theo trong rượu nói ra, chỉ thấy hầu tử sắc mặt đến mức đỏ bừng, hai mắt híp lại, trong lỗ mũi hơi thở hết sức rối loạn. Lão đầu chọc hài lòng vỗ vỗ hầu tử gương mặt, hỏi, như thế nào? Lại có muốn hay không nữa hưởng thụ lấy? Phốc một tiếng, hầu tử đem trong miệng hàm chứa một ngụm rượu trực tiếp ói ở lão đầu chọc trên mặt. Mồm miệng không rõ nói, rượu lại rất tốt uống. Lão đầu chọc lau một cái gương mặt, đem trên mặt tử thủy cho biến mất, quát lên, nữa để cho hắn hưởng thụ hưởng thụ. Hầu tử trên mặt lộ ra vẻ thảm đạm nụ cười, trong miệng đô lầm bầm này nói, hôm nay có rượu hôm nay say. Kêu cào nhau, kêu cào nhau, kêu cào nhau. Nói vừa mới nói xong, hầu tử đầu lại bị ấn vào trang bị đầy đủ rượu đích bên trong thùng. Cũng không hỏi thăm một chút, ta đầu chọc là ai? Cho ta hướng trong chết mặt theo như, lão đầu chọc trên trán tuôn ra gân xanh, xem ra hắn bị hầu tử mới vừa rồi hành động tức không nhẹ đâu. Hầu tử bên này động tính đưa tới cả bên trong quán rượu người chú ý, bất quá không người nào dám đi lên khuyên can, thậm chí ngay người xem náo nhiệt cũng không có, cho dù có không biết lão đầu chọc là người nào, vừa mới bắt đầu muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, đi ngang qua bên cạnh người nhắc nhở sau, bọn họ cũng một đám giống như đánh xương cả, toàn bộ héo đi xuống. Chương 72, lửa giận van xin đề cử cất giấu. Lúc này lão đầu chọc thấy hầu tử không có giãy giụa, cũng không có để cho thủ hạ đem hầu tử đầu theo bên trong thùng nói ra, vừa sau một lúc lâu sau, lão đầu chọc ý bảo bốn gã trung niên hán tử tránh ra, hắn tự mình lôi hầu tử tóc, đem hầu tử đầu theo trang bị đầy đủ rượu đích bên trong thùng nói ra. Giờ phút này hầu tử đã là hấp hối, trong lỗ mũi miến miến cường cường giữ lại một hơi, đóng chặt lại hai mắt cố hết sức mở ra. Miệng run rẩy nói không ra lời một chữ. Bành bạch hai tiếng, lão đầu chọc vừa quăng hầu tử hai cái bạt tai,
trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn, theo hầu tử trong túi áo móc ra một cái cặp da, mở ra đếm bên trong tiền, trong miệng khó chịu mắng, mẹ, nguyên lai là cái nghèo hàng, làm sao mới chỉ có 5.000 đồng tiền. Lão đầu chọc giơ lên hầu tử tóc, trực tiếp đem hầu tử vẫn ở trên mặt đất, phanh một tiếng, hầu tử đầu cùng mặt đất tới số không khoảng cách tiếp xúc, trên đầu nhất thời đụng ra máu tới. Phi, lão đầu chọc nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống hầu tử, hướng hầu tử trên người nhổ ra một ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử, sau này ra cửa mang nhiều ánh mắt, nếu là lần sau nữa cho ta xem đến ngươi, tự sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Lão đầu chọc hữu trong tay cầm một chồng 5.000 nguyên tiền mặt vừa định tất hiếu vào trong túi áo, hắn còn cảm giác cổ tay của mình bị người bắt được, thế nhưng không thể động đậy. Chợt quay đầu, thấy đứng phía sau một gã 25-26 tuổi đẹp trai nam nhân trên mặt một mảnh lạnh như băng, đen nhánh trong hai tròng mắt lăn lộn lửa giận, khiến cho lão đầu chọc kìm lòng không đậu nuốt từng ngụm nước. Tới người không phải là Diệp Thần Phong sao? Khi hắn vừa bước vào trời xanh lam quầy rượu lúc, vừa hay nhìn thấy lão đầu chọc lôi hầu tử tóc, theo hầu tử trong túi áo móc ra cặp da. Tiểu tử kia là ai? Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm vậy không phải như vậy tử a? Hắn khẳng định không biết lão đầu chọc tiếng xấu, đợi nhất định sẽ bị lão đầu chọc bọn họ đánh cho đầu nở hoa. Ta nhưng là thật lâu không nhìn tới bạo lực như vậy hình ảnh, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Thiên Lam trong quán rượu những khác khách hàng, cả đám đều cho là Diệp Thần Phong là tự tìm đường chết, thậm chí bọn họ cũng báo xem náo nhiệt tâm thái, dù sao trên cái thế giới này yêu ồn ào tương đối nhiều, huống chi là quầy rượu loại địa phương này. Lão đầu chọc sửng sốt mười mấy giây đồng hồ sau, hắn mới phát hiện mình thật mất thể diện, trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt sạch nam nhân, thấy thế nào tất cả đều là thuộc về tiểu bạch kiểm cấp bậc, huống chi dưới tay hắn bốn gã hán tử đều là Long Nha biết rồi đánh nhau hảo thủ. Là hắn thật vất vả mới hướng ca ca hắn Long Nha biết rồi hội trưởng cho mượn tới cáo mượn oai hùng. Lão đầu chọc vừa định muốn hảo hảo quát lớn Diệp Thần Phong một phen, răng rắc, chỉ nghe thấy theo cổ tay của hắn trong truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, trong quán rượu ầm ĩ tiếng nhạc đã sớm ở mới vừa rồi dừng lại phát hình ra, thấm người thanh âm ở trong quán rượu rõ ràng có thể nghe, khiến cho rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất hô hấp. A cho đến lão đầu chọc trong cổ họng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, mới phá vỡ này tấm trầm tĩnh. Tay của ta, buông tay. Lão đầu chọc cảm giác tay phải của hắn cổ tay, phảng phất bị cấp tốc hành xử xe lửa đè qua, đem xương cốt của hắn ép tới nát bấy. Diệp Thần Phong đưa tay nhẹ nhàng buông ra, chỉ thấy lão đầu chọc cổ tay phải nơi biến thành một đoàn thịt mềm, phảng phất bàn tay của hắn cùng cánh tay không có liên tiếp, chỗ cổ tay xương hoàn toàn biến thành phấn vụn. Có thể thấy được mới vừa rồi Diệp Thần Phong đánh ra lực đạo có nhiều kinh người. Thành nhân đích xương là phi thường cứng rắn, bình thường muốn dùng thành nhân đích xương gãy lìa và vân vân hẳn là rất dễ dàng, nhưng là phải dựa vào nhân lực đem thành nhân đích xương trực tiếp biến thành bụi phấn, như vậy tựu vô cùng khó khăn. Lão đầu chọc đau trên đầu nổi gân xanh, trong ánh mắt nổi lên lệ quang, loại này đau đớn quả thực vượt ra khỏi hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi liễu, trong cổ họng kêu đau nói các ngươi bốn còn đứng làm gì. Cho ta đánh cho đến chết, ta muốn phế đi tên khốn này tứ chi, để cho hắn trung thân đều chỉ có thể nằm trên mặt đất nằm úp sấp bước đi. Ở lão đầu chọc đau trong tiếng hô, bốn gã hán tử theo ngây người trong phản ứng tới đây, một đám vung ôm nồi đất một loại lớn nhỏ quả đấm hướng Diệp Thần Phong đánh tới. Diệp Thần Phong thuận tay cầm lên trên bàn một cái chai bia ở thứ một người hán tử trên đầu nổ bung, xông lên đầu tiên cái hán tử nhất thời mắt nổ đom đóm. Trên đầu máu tươi giống như thác nước bình thường chảy xuôi xuống tới. Ở người thứ hai hán tử tới trước mặt hết sức, Diệp Thần Phong trong tay chai bia bởi vì ở thứ một người hán tử trên đầu nổ bung, chai bia sau bưng đã biến thành bén nhọn mảnh thủy tinh, thuận tay trực tiếp cắm ở tên thứ hai hán tử trên mặt. Bén nhọn mảnh thủy tinh trực tiếp cắm vào tên thứ hai hán tử bộ mặt trong thịt, thậm chí là hai con mắt cũng bị, cả khuôn mặt phía trên là huyết nhục mơ hồ, điên cuồng trên mặt đất lăn lộn. Làm mới vừa rồi Diệp Thần Phong thấy hầu tử bị chỉnh lúc, trong lòng của hắn là hoàn toàn toát ra lửa giận, hắn vô cùng rõ ràng ở hầu tử trong lòng là chân tâm thật ý đem hắn cho rằng lão đại, mà Diệp Thần Phong cũng là đem hầu tử xem là chân chính huynh đệ bị người khi dễ người bộ dạng này bộ dáng, Diệp Thần Phong có thể không tức giận sao? Hai gã hán tử bị máu tanh bạo lực thủ đoạn quật ngã, khiến cho phía sau hai gã hán tử trong lòng nổi lên nói thầm, dưới chân nện bước ngưng về phía trước khuynh hướng. Bọn họ loại này xã hội đen, mỗi ngày ở đao kiếm đổ máu người, thế nhưng trong lòng sinh ra sợ hãi.
Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên vẻ nụ cười, trong tươi cười tràn đầy vô tận lạnh như băng, phàm là thấy này bôi nụ cười người, phảng phất cảm giác thân thể của mình cũng muốn đông lại bình thường, sau lưng cột sống lạnh phát rét. Phàm là dám động đến ta Diệp Thần Phong huynh đệ người, ta Diệp Thần Phong nhất định khiến hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Lúc này Diệp Thần Phong chủ động phát động công kích, hướng cuối cùng hai gã lúc nào cũng không công kích hán tử vào tới, chỉ là một nháy mắt thời gian, Diệp Thần Phong thân ảnh tựu ra hiện tại trước mặt bọn họ, không có hoa lệ trang bê động tác, vô cùng đơn giản sáng tỏ vặn gãy còn dư lại hai gã hán tử cánh tay, đá gãy hai chân của bọn hắn. Nằm trên mặt đất hầu tử, thân thể dựa vào phía sau cái ghế, nhìn lão đại của hắn Diệp Thần Phong là vì hắn mà tức giận, là vì hắn mà báo thù, trong lòng có loại nói ra được cảm thụ. Trong miệng phát ra nhẹ đích chỉ có hắn có thể đủ nghe được thanh âm, lão đại, ta hầu tử chỉ làm cho ngươi chọc cho phiền toái a. Vốn là ta còn tưởng rằng trên cái thế giới này đã không có đáng giá ta lưu luyến, ta thiếu chút nữa đem ta cùng lão đại ngươi phần này tình huynh đệ đem quên đi. Lão đầu chọc cùng với nữ nhân của hắn, nhìn lên trước mặt Diệp Thần Phong trình diễn bạo lực mỹ học, hai chân đều ở run run, lão đầu chọc thậm chí là trong đũng quần chảy ra màu vàng chất lỏng, cả người trong đầu trừ sợ hãi ngoài. Chính là trống rỗng. Trời xanh lam trong quán rượu quanh quẩn thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đối với cái này những người này Diệp Thần Phong hoàn toàn sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn biết là những người này đem huynh đệ của hắn hầu tử chỉnh thành bộ dạng này bộ dáng. Chương 73, người nào nhìn thấy? Diệp Thần Phong xoay người lại sân vắng như bước đi tới lão đầu chọc trước mặt trước, đưa tay phải ra bàn tay đặt ở lão đầu chọc mượt mà trên đầu sờ soạng một vòng, lạnh giọng nói, đầu ngươi phía trên hình xăm còn rất đẹp mắt. Lão đầu chọc thân thể run rẩy, sắc mặt một mảnh tái nhợt, đôi môi run rẩy nói, huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, ca ca của ta là Long Nha biết rồi hội trưởng, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, chuyện này cứ như vậy tính. Lão đầu chọc một lòng cũng nhắc tới tiếng nói miệng, Diệp Thần Phong biểu hiện ra tàn nhẫn thủ đoạn, hoàn toàn bắt hắn cho chấn nhiếp rồi, hắn hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn xen lẫn đi qua, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ hắn xen lẫn qua tối nay, nữa để cho Long Nha hội giúp hắn báo thù vậy tới kịp a. Long Nha hội, Diệp Thần Phong trong miệng nghi vấn đường, sau đó hí tàn bạo nói, chưa từng nghe qua. Ngươi đã đem huynh đệ của ta chỉnh thành bộ dạng này bộ dáng, ta cuối cùng nên muốn đòi lại một chút lợi tức sao? Ta cũng vậy cái thật sự người, ngươi nói đúng hay không? Diệp Thần Phong bàn tay một chút ở lão đầu chọc trên đầu phách lồng lấy, để cho lão đầu chọc cảm giác đầu óc của mình phía trên lạnh lẽo. Trong lòng nhất thời có một loại hết sức dự cảm xấu. Phanh một tiếng. Đang lúc lão đầu chọc còn muốn mở miệng lúc nói chuyện, chỉ thấy Diệp Thần Phong án lấy lão đầu chọc đầu, đem lão đầu chọc đầu hung hăng đụng vào bàn thủy tinh tử phía trên. Nhảy qua nữa. Bàn thủy tinh tử nhất thời vỡ vụn ra, lão đầu chọc chỉnh cái đầu phía trên cắm đầy mảnh kiếng bể, ngay kêu đau âm thanh cũng chưa kịp phát ra tựu ngất đi qua, sợ rằng trải qua như vậy một lần đụng nhau. Cho dù lão đầu chọc mạng lớn không chết, hắn cũng muốn biến thành một gã năng lực kém nhân sĩ. Trời xanh lam quầy rượu chuẩn bị xem kịch vui khách hàng, một cái cũng không nghĩ tới hội là kết cục như vậy. Bọn họ vốn là cũng cho là Diệp Thần Phong bị lão đầu chọc bọn họ đánh cho đầu nở hoa, hiện tại mặc dù là đầu nở hoa, nhưng là đối tượng biến thành hung ác lão đầu chọc bọn họ. Diệp Thần Phong chuyển động cổ tay, trên mặt phong đạm vân khinh, phảng phất mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Trời xanh lam trong quán rượu hoàn toàn yên tĩnh, ở một bên xem cuộc vui khách hàng ngay đại khí cũng không dám thở gấp một chút, bọn họ này coi như là đã nhìn ra, trước mặt cái này sắc mặt trắng nõn nam nhân là một vị tàn nhẫn nhân vật, bọn họ mỗi một người đều là sợ chọc giận Diệp Thần Phong, rước lấy hương cập trì ngư họa chuyện. Diệp Thần Phong đem ánh mắt chuyển rời đến lão đầu chọc trên người nữ nhân, tên kia nhiều son dày phấn nữ nhân ve mùa đông như kinh hãi, một đôi bộ ngực lớn đều ở phát run. Run rẩy đi tới Diệp Thần Phong trước mặt trước, nói chúng ta không nên đắc tội huynh đệ của ngài, là chúng ta không đúng, ta có thể theo ngài một buổi tối, bảo đảm để cho ngài hài lòng. Nhiều son dày phấn trên người nữ nhân thấp kém mùi nước hoa, để cho Diệp Thần Phong cau lỗ mũi, cau mày, muốn không phải là trong tình hình chung hắn không ra tay đánh nữ nhân, giờ phút này nữ nhân này đã sớm cùng lão đầu chọc bọn họ một cái kết quả. Diệp Thần Phong không để ý đến lão đầu chọc nữ nhân, đi tới hầu tử bên cạnh. Đem hầu tử cho đỡ lên, thuận tay rót vào một đạo linh hồn lực ở hầu tử trong cơ thể. Hầu tử chỉ cảm thấy trong thân thể nóng hầm hập, vốn là trong lỗ mũi rối loạn hơi thở khôi phục vững vàng, tứ chi cũng chậm chậm có lực lượng, hắn biết đây nhất định là lão đại của hắn đang giúp hắn, trong miệng không khỏi nói, lão đại, ta.
Diệp Thần Phong cắt đứt hầu tử lời mà nói, hỏi, hầu tử, nữ nhân này ngươi định xử lý như thế nào? Hầu tử nhìn nằm trên mặt đất huyết nhục mơ hồ lão đầu chọc đám người, lại nhìn một chút cả người run run nữ nhân, nói, lão đại, ngươi cũng vì ta chút giận, chúng ta không cần thiết cùng loại nữ nhân này không chấp nhận. Còn không mau biến mất ở trước mặt chúng ta. Diệp Thần Phong hướng nhiều son dày phấn nữ nhân lạnh giọng quát lên. Nghe được Diệp Thần Phong lên tiếng nữ nhân, giống như nghe được trên cái thế giới này tuyệt vời nhất thanh âm, liền lăn một vòng hướng trời xanh lam quầy rượu phía ngoài chạy đi, trong lúc nhất thời dưới váy phong cảnh dương hiện tại mọi người trước mặt trước. Giọt đô, giọt đô, giọt đô. Thanh thúy tiếng còi cảnh sát tùy xa đến gần truyền vào trời xanh lam quầy rượu, nhất định là người ở chỗ này báo cảnh sát mới lại nhanh như vậy chạy tới nơi này. Diệp Thần Phong cau mày, ánh mắt ở tất cả khách hàng trên người quét mắt một vòng, bất kể là nam hay nữ bị Diệp Thần Phong ánh mắt chành phía trên, bọn họ cũng có một loại bị sợ đái cảm giác. Chính là bọn họ ở chỗ này áp dụng bạo lực, các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nguyên vốn đã rời đi Thiên Lam quầy rượu lão đầu chọc nữ nhân, đang nghe tiếng còi cảnh sát sau vừa quay đầu trở lại, đi theo cảnh sát cùng đi vào bên trong quán rượu, làm cho cảnh sát trước mặt chỉ vào Diệp Thần Phong cùng hầu tử. Xã hội đen phải dựa vào cảnh sát tới hỗ trợ, này thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa đầu một lần đâu. Dẫn đầu cảnh sát là một gã anh tư táp sảng nữ cảnh sát, khi nàng theo lão đầu chọc nữ nhân chỉ hướng, ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong cùng hầu tử trên người lúc, trên mặt lộ ra vẻ bên cạnh người không thể bắt nụ cười, nói, Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt. Ta cũng biết ngươi là trốn không thoát lão nương tay của ta tâm. Vị này nữ cảnh sát chính là Diêu Tô Mạn. Trước đó vài ngày ở Triệu gia một lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Phong sau này, nàng vẫn đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể dạy dỗ Diệp Thần Phong. 3 năm trước đây bị Diệp Thần Phong nhìn quang thân thể chuyện tình, khẩu khí này nàng nhất định phải phát tiết đi ra ngoài. Diệp Thần Phong lại thật không nghĩ tới nhanh như vậy vừa gặp được Diêu Tô Mạn, điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là oan gia hẹp lộ. Bất quá khi Diêu Tô Mạn thấy trên mặt đất lão đầu chọc bọn họ thảm trạng lúc, không khỏi nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong. Nàng nhớ được vô cùng rõ ràng Diệp Thần Phong thân thủ kém bản lĩnh đáng thương, nhớ được 3 năm trước đây Diệp Thần Phong xông vào cảnh sát cục cô gái phòng thay quần áo, lúc ấy còn bị nàng dữ dội đánh cho một trận đâu. Cứ như vậy một cái hóa sắc có thể quật ngã những người này. Hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy cùng bạo lực thủ đoạn. Các ngươi rốt cuộc muốn không nên bắt người. 2 người bọn họ chính là hành hung phạm nhân, thấy cảnh sát lúc nào cũng không bắt người, lão đầu chọc nữ nhân nhất thời uống lên tiếng. Nữ nhân này thật đúng là mẹ hắn bị coi thường, hầu tử hảo tâm tha cho nàng một lần, nàng lại còn có mặt chạy về tới. Siêu Tô Mạn bất mãn nhìn thoáng qua bên cạnh kêu gào nữ nhân, lão đầu chọc bọn họ ở vùng này vô cùng có danh, Siêu Tô Mạn cũng là biết đến, nàng tự nhiên biết bên cạnh nữ nhân vậy không phải là cái gì tốt hàng hóa, ra lệnh phía sau cảnh sát đem bọn họ toàn bộ mang về. Siêu cảnh quan, người tại sao phải bắt chúng ta? Chúng ta thật giống như không có phạm tội sao? Diệp Thần Phong nhún vai hỏi. Này còn nói không có phạm tội. Người đây là có ý định đả thương người. Siêu Tô Mạn đề cao mấy phần âm lượng. Nàng mặc dù không tin Diệp Thần Phong có thể quật ngã những người này. Nhưng là lần này là một cái rất tốt dạy dỗ Diệp Thần Phong cơ hội. Nàng tính toán giả công tề tư một hồi. Trước đem những người này toàn bộ mang về cảnh sát cục rồi hãy nói. Có ý định đả thương người. Nơi này có người nào nhìn thấy. Chẳng lẽ là ngươi trông xem sao. Thật giống như Diêu cảnh quan ngươi mới vừa đến nơi đây sao? Diệp Thần Phong bĩu môi hỏi. Siêu Tô Mạn ánh mắt quét một vòng chung quanh khách hàng, những khách của cả đám đều cúi đầu, bọn họ có thể không muốn đi đắc tội Diệp Thần Phong vị này ngoan nhân, mới vừa rồi máu tanh bạo lực hình ảnh còn quanh quẩn khi bọn hắn trong đầu đâu. Chương 74, đánh đòn, van xin đề cử cất giấu. Siêu Tô Mạn tức chặt cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, theo bên hông rút ra còng tay. Trực tiếp giữ ở Diệp Thần Phong đích cổ tay, quát lên, ta là cảnh sát, ta bây giờ hoài nghi ngươi có ý định đả thương người, cho nên ngươi nhất định phải cùng ta đi cảnh sát cục một chuyến. Các ngươi vậy đừng lo lắng, đem bọn họ cũng cho ta mang về. Siêu Tô Mạn chỉ vào hầu tử cùng với lão đầu chọc đám người, ra lệnh phía sau nàng nhân viên cảnh sát. Một đám nhân viên cảnh sát nghe được ra lệnh sau, lập tức liên tục không ngừng mất đích động nổi lên tay tới. Siêu Tô Mạn nữ bạo long tính tình nóng nảy nhưng là ở cảnh sát cục nổi tiếng, bọn họ cũng không dám có chút qua loa. Lão đại, là ta liên lụy ngươi. Hầu tử có chút xin lỗi ở Diệp Thần Phong bên cạnh nhẹ nói. Diệp Thần Phong khuỷu tay nhẹ nhàng đụng nhau một chút hầu tử bộ ngực,
khóe miệng không sao cả cười nói, hầu tử, hai chúng ta trong lúc phải dùng tới nói cái này sao? Ta biết ngươi khẳng định có chuyện gì xảy ra, chờ chúng ta đi xong cảnh sát cục, ngươi nữa đối với ta nói rõ chi tiết nói, ta cũng không có thể đủ trắng để cho ngươi gọi ta lão đại a. Hầu tử ẩn hàm đau đớn trong con ngươi hiện lên vẻ cảm động, trong cổ họng đề cao mấy phần âm lượng nói, là, lão đại, ta hầu tử kiếp này có ngươi già như vậy lớn, là ta hầu tử đời trước đã tu luyện phúc khí. Hầu tử, nghe lời này của ngươi làm sao giống như là muốn gả cho ta a? Ta có thể cho ngươi nói rõ liếc, ta đối nam nhân thật không có hứng thú. Diệp Thần Phong trêu ghẹo nói, ngược lại trên mặt vẻ mặt trở nên một quyển đứng đắn nói, hầu tử, ta Diệp Thần Phong không riêng là lão đại của ngươi, vẫn là của ngươi huynh đệ. Phí nói cái gì, vội vàng đi theo ta. Diêu Tô Mạn lôi Diệp Thần Phong liền hướng trời xanh lam quầy rượu phía ngoài đi. Hầu tử nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, vốn là không khí trầm lặng tâm, lần nữa khôi phục chút sinh cơ, Diệp Thần Phong tình huynh đệ, hầu tử thắm thiết cảm nhận được. Diêu Tô Mạn tương ứng cảnh sát cục là Thiên Hải Nam phân chia cục, bốn chiếc xe cảnh sát chạy ước chừng nửa giờ sau, tựu an ổn đạt tới Nam phân chia cục. Nam phân chia cục cảnh sát trong văn phòng, nữ Bạo Long Diêu Tô Mạn ra lệnh một đám nhân viên cảnh sát, các ngươi cho những người này ghi khẩu cung, ta muốn đích thân thẩm vấn tên này người bị tình nghi. Diêu Tô Mạn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần Phong, khóe miệng lộ ra vẻ không có hảo ý nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, đợi chờ hội vào phòng thẩm vấn, nhìn lão nương ta làm sao giáo huấn ngươi. Nữ quan cảnh sát, này không liên quan lão đại ta chuyện tình, ngươi muốn thẩm vấn tự thẩm vấn ta đi. Hầu tử vô cùng giáo trình thức đứng dậy. Diệp Thần Phong hướng hầu tử khoát tay áo, nói, hầu tử, không có chuyện của ngươi, cảnh sát đồng chí nói gì chính là cái gì, chúng ta nhưng là làm theo việc công công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Diêu Tô Mạn nhìn một bọn cảnh sát nói, đợi các ngươi không nên tới quấy rầy ta thẩm vấn người bị tình nghi, các ngươi cũng chỉ phải giúp ta lục tốt những người này khẩu cung là được. Nói giỡn, chúng ta nữ Bạo Long, Diêu Tô Mạn đồng chí nhưng là phải hảo hảo ở trong phòng thẩm vấn hành hạ một phen Diệp Thần Phong đâu. Tại sao có thể đủ để cho người khác tới quấy rầy đâu? Dĩ nhiên trong phòng thẩm vấn cũng có máy nhắm, vì thế Diêu Tô Mạn lại riêng đi tắt đi đâu. Diêu Tô Mạn là nam phân chia cục đại đội trưởng, nàng muốn tạm thời đóng cửa máy nhắm có thể không người nào dám đi ngăn trở. Trong phòng thẩm vấn, Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế, trên hai tay khóa bắt tay vào làm khóa, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nữ Bạo Long, nói thật nữ Bạo Long vóc người thẳng bốc lửa, đặc biệt là mặc cảnh sát chế phục sau. Có loại hướng dẫn người trẻ tuổi tội phạm nhân tố, dù sao hiện tại cái gì đảo quốc trên giường động tác trong phim không phải là lưu hành cái gì chế phục hấp dẫn. Sao? Ngươi nhìn cái gì vậy? Diêu Tô Mạn lông mày nhíu chặt, nàng đã nhận ra Diệp Thần Phong đánh giá ánh mắt, phải biết rằng 3 năm trước đây thân thể của nàng nhưng là bị Diệp Thần Phong cho nhìn cạn sạch, lúc này nàng thật giống như cảm giác mình không có mặc quần áo giống nhau. Diệp Thần Phong nhún vai, nói, Diêu cảnh quan, ngươi không phải là muốn thẩm vấn ta sao? Ta không nhìn ngươi, kia nhìn người nào? Diêu Tô Mạn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khóe miệng hiện ra vẻ cười lạnh, Diệp Thần Phong, lão nương ta hôm nay ở chỗ này cùng ngươi tính toán 3 năm trước đây cái kia bút nợ cũ. Diêu cảnh quan, nói như vậy ngươi chuẩn bị giả công tệ tư. 3 năm trước đây chuyện kia chỉ do là một cuộc ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong giải thích, ta bất kể có phải hay không ngoài ý muốn, hôm nay ta nhất định phải đem khẩu khí này phát tiết đi ra ngoài. Nữ nhân khởi xướng tính tình tới là không có đạo lý có thể nói, bất kể là nữ cảnh sát, hay là nữ lưu sóng, đùa bỡn lên tính tình tới cũng là một tính tình. Diêu cảnh quan, ta khuyên ngươi hay là không muốn làm như vậy tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra cùng đừng trách ta. Diệp Thần Phong trấn định tự nhược, 3 năm trước đây bị Diêu Tô Mạn ở cảnh sát cục cô gái trong phòng thay quần áo hành hung, hồi tưởng lại từng chuyện cũ, hắn thật là có chút ít cảm thấy biệt khuất đâu. Diêu Tô Mạn khinh thường cười cười. Nói, Diệp Thần Phong, nơi này tựu hai người chúng ta người, ngươi cho rằng có thể trốn được không? Cũng là ngươi nhận thức là vì thân thủ của mình so với ta tốt. Nói đến thân thủ Diêu Tô Mạn không khỏi nghĩ nổi lên trời xanh lam trong quán rượu bị đánh thành trọng thương lão đầu chọc bọn họ, song Diêu Tô Mạn nhưng là đích thân thể nghiệm qua Diệp Thần Phong thân thủ, lão đầu chọc bọn họ đả thương tuyệt đối không thể nào là Diệp Thần Phong tạo thành. Diêu Tô Mạn đem trên người chế phục cởi ra, bên trong là một màu trắng áo trong. Giấy rụa cánh tay, mang chân, xem ra nàng tính toán muốn hung hăng sửa chữa Diệp Thần Phong. Ở Diêu Tô Mạn làm nóng người vận động lúc, Diệp Thần Phong trong giây lát từ trên ghế đứng lên, Diêu Tô Mạn còn không có kịp phản ứng, Diệp Thần Phong thân ảnh tựu đứng ở trước mặt nàng,
hai người dựa vào là vô cùng chi gần, thậm chí lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Ngươi cút ngay cho ta. Diêu Tô Mạn muốn giơ tay lên dạy dỗ Diệp Thần Phong, song nàng lại phát hiện nàng hai tay bị còng tay cho khóa ở, xem xét lại Diệp Thần Phong trên tay còng tay không thấy bóng dáng. Một bộ nho nhỏ còng tay có thể khóa được rồi Diệp Thần Phong. Chớ quên Diệp Thần Phong ngay tủ sắt đều có thể mở ra, chớ đừng nói chi là vốn là tay khóa. Cảnh sát bị người bị tình nghi lấy tay khóa khóa ở, đây là cỡ nào châm chọc một việc a. Diêu Tô Mạn trắng nõn trên gương mặt dâng lên hai bôi giận hồng, giơ chân lên tự hướng Diệp Thần Phong chỗ kín đá tới. Nữ nhân này thật đúng là ngoan độc độc, Diệp Thần Phong tránh thoát đối phương công kích đồng thời, vươn tay bắt được Diêu Tô Mạn mắt cá chân. Mắt cá chân bị lăng không bắt được, Diêu Tô Mạn thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, miệng quát, người buông, người buông. Diệp Thần Phong nơi nào sẽ để ý tới Diêu Tô Mạn tiếng thét. Hắn đã quyết định muốn hảo hảo giáo huấn một chút này cay cú nữ cảnh sát, giáo giáo nàng muốn làm sao làm tốt một nữ nhân. Bắt được Diêu Tô Mạn mắt cá chân bàn tay chợt trở về vừa kéo, Diêu Tô Mạn thân thể mềm mại tự tiến đụng vào Diệp Thần Phong trong ngực, Diệp Thần Phong đem Diêu Tô Mạn thân thể đặt tại trên đùi của hắn. Ba ba ba, bàn tay không chút lựa chọn rơi vào đối phương đầy đặn mà vừa tràn đầy co giãn trên mông đít. Xúc cảm lại rất không sai, đây là Diệp Thần Phong đệ nhất ý nghĩ, Diệp Thần Phong có thể chưa từng có cho là mình là một chánh nhân quân tử, hơn nữa Diêu Tô Mạn tính tình nóng nảy đúng là để cho hắn có chút không sảng khoái. Hiện tại ta liền tới giáo giáo làm sao ngươi dạng làm một gã thục nữ. Ba 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 bành bạch đang khi nói chuyện Diệp Thần Phong bàn tay lại một lần nữa cùng Diêu Tô Mạn cái mông tới một cái chặt chẽ tiếp xúc, cảm giác như vậy thế nhưng để cho Diệp Thần Phong có chút lưu luyến quên về. Chương 75, Duyên Phận Nột. Gần nhất Thiên Hải xảy ra nhiều lần dưới đất thế lực lớn kích thước sống mái với nhau, đưa đến cấp trên trực tiếp truyền ra lệnh, muốn cho Thiên Hải tất cả phân cục thống trị tốt bọn họ quận lãnh thổ. Nếu là đổi lại dĩ vãng trong cục cảnh sát đến buổi tối nhiều nhất lưu mấy tên trách nhiệm cảnh sát. Mà hiện dưới loại tình huống này đặc thù thời khắc tất cả cảnh sát đều phải muốn lưu lại làm thêm giờ. Nam phân chia cục trưởng cục tên là Chu Mậu Đức, người cũng như tên lớn lên chính là tai to mặt lớn, thân là trưởng cục tóm lại là muốn có chút đặc thù quyền lợi sao. Hắn mới từ một cái bữa tiệc thượng xuống tới, mập trên gương mặt đỏ bừng, xem ra là uống một chút rượu, có chút phi say. Như thùng nước trên thân thể mặc rộng rãi trưởng cục chế phục, năm đó này thân chế phục hay là riêng tìm người làm theo yêu cầu đây này. Không có biện pháp a, chúng ta vị này Chu cục trưởng hình thể thật mẹ hắn cùng heo không có gì khác nhau. Chu Mậu Đức đi vào cảnh sát cục phòng làm việc, nhìn trên tay người đang bận việc ghi khẩu cung, nhất thời ngoắc tìm một gã nhân viên cảnh sát đến trước gót chân, hỏi các ngươi đây là đang làm gì đó. Diêu đội trưởng đâu? Vừa nhắc tới Diêu Tô Mạn, Chu Mậu Đức thật là có chút ít nhức đầu, theo lý mà nói hiện tại làm cảnh sát gặp phải có một số việc lúc, nên muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Diêu Tô Mạn là một đặc biệt nghiêm túc người, để cho hắn cái này làm cục trưởng có nhiều lần cũng xuống đài không được. Nhưng là Chu Mậu Đức lại không nhúc nhích được Diêu Tô Mạn. Diêu Tô Mạn từng tại thi hành một lần nhiệm vụ lúc, cứu thị trưởng con một mạng, lúc ấy thị trưởng sẽ làm cho Diêu Tô Mạn sau này có chuyện gì phải đi tìm hắn, người khác có thị trưởng ở sau lưng chỗ dựa, Chu Mậu Đức lại thật không dám thế nào. Tuy nói Chu Mậu Đức lớn nhỏ cũng là Thiên Hải phân khu trưởng cục, nhưng là cùng Thiên Hải thị trưởng so với có thể một chút cũng không đủ nhìn đây này. Nói không chừng người ta hơi chút động động quan hệ, là có thể đem Chu Mậu Đức theo cục trưởng trên ghế ngồi triệt xuống tới. Hồ nháo, thật là hồ nháo. Nghe lên trước mặt nhân viên cảnh sát đem chuyện đại khái nói một lần, vì say đích Chu Mậu Đức nhất thời trong miệng quát to, ở trong phòng thẩm vấn người vậy thì thôi, lại đem máy nhắm vậy tắt đi. Này như cái gì nói? Trong phòng thẩm vấn, Diêu Tô Mạn gương mặt đỏ bừng, trên mông đít sát đau đớn, nhưng là trong cơ thể của nàng có loại khác thường tê dại cảm, trong lúc nhất thời làm cho nàng là vừa thẹn vừa giận. Như thế nào, Diêu cảnh quan, hiện tại biết phải làm sao một gã thục nữ sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Trong thân thể tê dại cảm khiến cho Diêu Tô Mạn một chút lực lượng vậy dùng không ra, hàm răng cắn chặt đỏ lòng ướt át đôi môi, kiều giận quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Ta có quyền lợi câu lưu ngươi, thậm chí ngươi còn có thể ngồi tù. Diệp Thần Phong bàn tay lần nữa thả lại Diêu Tô Mạn tràn đầy co giãn trên mông đít, nhẹ nhàng phách phía trên vẫn chậm một nhịp, nói là phách, hẳn là hình dung vuốt ve càng thêm chuẩn xác. Diêu cảnh quan, ngươi này có thể nói sai rồi, ta lúc nào đánh lén cảnh sát. Ta chỉ là đánh ngươi mấy cái mông mà thôi, coi như là đến pháp cũng là như vậy một sự việc tình,
chẳng lẽ đánh đòn coi như là đánh lén cảnh sát sao? Vậy ngươi lại có muốn hay không trước mặt mọi người cởi xuống quần để cho quan tòa cho ngươi nghiệm nghiệm đả thương? Diệp Thần Phong không sao cả hỏi. Diêu Tô Mạn tức thở gấp yếu ớt, trong miệng nói, ngươi xong ngươi hồi lâu, nàng vậy cũng không nói một lời nào. Bất quá Diêu cảnh quan, nói thật cái mông của ngươi rất có co giãn a. Sờ lên thật thoải mái, Diệp Thần Phong có chủ tâm muốn khí một mạch này đầu nữ bạo long. Ngươi không làm cho lão nương ta nắm lấy cơ hội, bằng không ta đã phát mệnh căn của ngươi. Nữ bạo long quả nhiên là nữ bạo long, đến loại khi này, trong miệng nói ra được nói hay là mạnh mẽ như vậy. Diêu đội trưởng, ngươi mau mở cửa cho ta. Phòng thẩm vấn ngoài, trưởng cục Chu Mậu Đức dùng sức gõ cửa. Loại khi này Diêu Tô Mạn tuyệt đối không thể khiến người khác đã gặp nàng bộ dạng này chật vật bộ dáng, bằng không nàng sau này còn có mặt mũi ở Nam khu cảnh sát cục đối đãi đi xuống sao. Trong miệng vội vàng nói, Chu cục trưởng, ta ở thẩm vấn phạm nhân đâu? Lát nữa tự ra đi. Diêu đội trưởng, đây cũng là người ép của ta. Ngoài cửa Chu Mậu Đức rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Răng rắc. Chỉ nghe thấy cái chìa khóa cắm vào cái chìa khóa lỗ nơi chuyển động thanh âm, ngay sau đó phòng thẩm vấn cửa được mở ra, Chu Mậu Đức đi vào trong phòng thẩm vấn, nói, Diêu cảnh quan, ngươi cho rằng không mở cho ta cửa, ta liền. Chu Mậu Đức trong miệng nói được một nửa khiết nhiên nhi chỉ, hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới trước mặt phải bộ dạng này cảnh tượng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là Diêu Tô Mạn ở tra hỏi thực nơi lợi dụng bạo lực nghiêm hình bức cung người bị tình nghi đâu. Kết quả, này quá khó khăn làm người ta tưởng tượng. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Diêu Tô Mạn thân thể, bởi vì trong thân thể tê dại không có khí lực, Diêu Tô Mạn dưới chân mềm nhũn, bất quá may mắn là đứng vững vàng, không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn Diêu Tô Mạn trên mặt còn chưa rút đi ửng hồng, cùng với Diêu Tô Mạn bị còng tay nướng hai tay, thắm nước băng hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, rất có lãnh đạo khí thế hỏi, Diêu đội trưởng, người có thể đủ giải thích cho ta giải thích chuyện nơi đây sao? Diêu Tô Mạn cắn chặt môi, một lát sau mới lên tiếng, trưởng cục, tên này người bị tình nghi ở trong phòng thẩm vấn tập kích ta, ta muốn kiện hắn đánh lén cảnh sát chi tội. Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh nhìn Chu Mậu Đức, hỏi ta có thể cùng ngươi một mình nói vài câu không? Chu Mậu Đức thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng cảm thấy Diệp Thần Phong nhìn quen mắt. Bất quá hắn vừa nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào Diệp Thần Phong, giống như Chu Mậu Đức như vậy trưởng cục, đầy bụng mập dầu, đầy trong đầu nghĩ tới làm sao mò tiền, đã sớm đem 3 năm trước đây chuyện tình quên mất. Chu Mậu Đức hồ nghi đánh giá Diệp Thần Phong một hồi lâu, mới lên tiếng, Diêu đội trưởng, người đi ra ngoài trước, kế tiếp thẩm vấn công việc tự giao cho ta tới xử lý sao. Nhưng là trưởng cục, tôi muốn chậm lời còn chưa nói hết đã bị Chu Mậu Đức cắt đứt, người còn biết ta là trưởng cục. Như vậy có phải hay không muốn mệnh lệnh của ta đâu? Là, trưởng cục, Diêu Tô Mạn không cam lòng không muốn đi ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Thần Phong, thật giống như hận không được đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả rồi sao? Diêu Tô Mạn sau khi rời đi, trong phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh lại, Chu Mậu Đức hỏi, hiện tại đem ngươi lời muốn nói ra đi. Chu Mậu Đức coi như là ở trong quan trường đánh sen lẫn lão bánh quẩy. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong không nên là người nhà bình thường mới ra đời, giống như hắn như vậy xen lẫn quan trường, vạn nhất đắc tội không nên đắc tội người, chỉ sợ cả đời tử con đường làm quan thì xong rồi. Chu cục trưởng, ngươi chẳng lẽ đã quên 3 năm trước đây chuyện tình? Chúng ta gặp mặt một lần, lần đó ta không cẩn thận xông vào cảnh sát cục cô gái phòng thay quần áo. Diệp Thần Phong nhắc nhở. Là ngươi, Chu Mậu Đức mở to hai mắt nhìn, trong đầu trí nhớ từ từ rõ ràng lên. Ngược lại mập mạp trên mặt chất đầy nụ cười, hắn mặc dù không biết Diệp Thần Phong là kinh thành Diệp gia người, nhưng là năm đó là thị ủy thư ký trực tiếp gọi điện thoại đến cảnh sát cục nộp tiền bảo lãnh Diệp Thần Phong, giống như Diệp Thần Phong nhân vật như thế, hắn Chu Mậu Đức thật đúng là đắc tội không được đâu. Lúc cách 3 năm, chúng ta lại gặp mặt, thật là duyên phận nột. Bình thường làm quan bộ quan hệ sở trường nhất, chỉ thấy Chu Mậu Đức thần sắc trên mặt kích động, thật là có mấy phần nhìn thấy nhiều năm lão bằng hữu cảm giác. Chương 76, Long Nha Hội động tác. Trong phòng thẩm vấn, Chu Mậu Đức ở nhớ lại 3 năm trước đây sự tình sau, lôi kéo Diệp Thần Phong tay lão đệ kêu, bộ dáng này miễn bản có bao nhiêu ngán sai lệch, phảng phất đem phòng thẩm vấn cho rằng là quán trà, phương hướng trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Chu Mậu Đức nguyên bản vi huân men say biến mất vô ảnh vô tung, tinh thần quả thực như là ăn thuốc kích thích a. Cái này cũng đừng trách Chu Mậu Đức sẽ biểu hiện ra cái này phó đức hạnh. Hắn ở trong quan trường lăn lộn nửa đời người,
thật vất vả mới hỗn thượng một cái nam khu phân cục cục trưởng, nói thực sự một điểm chúng ta vị này Chu cục trưởng còn là một cái rễ cỏ sinh ra ư. Phía sau không có bất luận cái gì hình bóng, mắt thấy tiếp tục như vậy hắn đời này tự dừng lại cho phân khu cục trưởng. Cái này không, Diệp Thần Phong xuất hiện làm cho hắn thấy được mong muốn, 3 năm trước đây có thể làm cho thị ủy thư ký tự mình điện thoại tới nộp tiền bảo lãnh người, gia đình hình bóng sẽ giản đơn sao. Hắn chỉ cần đem Diệp Thần Phong hầu hạ tốt, tương lai chẳng lẽ còn buồn không có thăng quan tiến tước cơ hội. Cho nên hắn nhất định muốn cùng Diệp Thần Phong đáp lên quan hệ mới được a. Chu cục trưởng, ở đây cũng không là quán trà, nếu không hôm nào ta thỉnh Chu cục trưởng ngươi đi uống trà. Diệp Thần Phong phỏng chừng ở Thiên Hải còn muốn ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài ư. Có chút thời gian rất nhiều chuyện đều không thích hợp hắn xuất thủ, trước mắt vị này Chu cục trưởng rõ ràng cho thấy muốn cùng hắn trèo quan hệ. Như vậy Diệp Thần Phong thẳng thắn tới một người biết thời biết thế, tương lai ở Thiên Hải khẳng định có phải dùng tới Chu Mậu Đức địa phương. Ngươi xem ngươi nói gì vậy, ta sao có thể đủ cho ngươi mời khách uống trà ư? Cứ như vậy đi, ta đem số điện thoại cho ngươi, hôm nào nếu là lão đệ ngươi lúc rảnh rỗi ra tới uống trà, tự gọi điện thoại cho ta, ta cam đoan là tùy gọi tùy đến. Chu Mậu Đức tùy mặt gửi lời năng lực vô cùng không tệ, hắn biết không khả năng thoáng cái có thể cùng Diệp Thần Phong đáp lên quan hệ. Hắn nhất định phải nắm chặt cái này đúng mực, nếu như hơi quá ngược lại sẽ khiến cho đối phương phản cảm, như vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hai người đang trao đổi số điện thoại sau, Diệp Thần Phong hỏi, Chu cục trưởng, như vậy sự tình hôm nay. Chu Mậu Đức trên mặt thịt mỡ run lên hai cái, nói rằng, lão đệ, không nên kêu nữa ta Chu cục trưởng, cái này có vẻ cỡ nào xa lạ. Nếu như người nguyện ý có thể gọi một tiếng lão ca, có lẽ trực tiếp gọi tên của ta được. Chu Mậu Đức cái này người ngược lại cũng không làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy phản cảm, Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, ta đây sau đó đã bảo ngươi Chu lão ca đi. Chu Mậu Đức nghe vậy trên mặt cười nở hoa, hắn biết mình cùng Diệp Thần Phong xem như là đến gần rồi một bước, nói rằng, lão đệ, sự tình hôm nay lão ca có thể hoàn toàn cho ngươi bãi bình, đợi ngươi tự nhanh ta về nhà nghỉ ngơi đi. Đều đại buổi tối, làm cho lão đệ mệt muốn chết rồi, ta có thể băn khoăn a. Diệp Thần Phong cùng Chu Mậu Đức hai người đi ra phòng thẩm vấn thời gian, nữ bạo long Diêu Tô Mạn chính giữ cửa bên ngoài ư. Bộ ngực cao ngất trên dưới phập phòng, xem ra là trong lòng nín một hơi hờn dỗi ư. Chu Mậu Đức thấy Diêu Tô Mạn sau, sửa sang lại trên mặt thần sắc, nghiêm trang nói, Diêu đội trưởng, lần này ngươi chắc là nghĩ sai rồi, kinh qua ta cẩn thận thẩm vấn sau, phát hiện vị huynh đệ này thế nhưng không bất lương ghi chép hài lòng thị dân a. Ngươi xem ngươi làm là chuyện gì? Quay đầu lại viết một phần báo cáo cho ta. Diêu Tô Mạn mặc dù là thị trưởng nhi tử ân nhân cứu mạng, nhưng Chu Mậu Đức giàu gì cũng là nam khu phân cục cục trưởng. Diệp Thần Phong ở quán ba có ý định đả thương người sự tình, Diêu Tô Mạn cũng cầm không ra chứng cứ gì tới, cho nên chuyện này Chu Mậu Đức có thể hoàn toàn làm chủ. Cục trưởng, chúng ta không thể thả hắn, trước đem quầy rượu sự tình gác lại, ta muốn cáo hắn đánh lén cảnh sát này tội. Diêu Tô Mạn không phục quát dẹp đường. Diêu đội trưởng, có ai có thể cho ngươi chứng minh? Ngươi trước đó đem quản chế cho tắt đi, của ngươi cử động này đã là xúc phạm cảnh cục điều lệ chế độ, chuyện này cứ tính như vậy, truy cứu tiếp nữa đối với người nào đều không có lợi. Chu Mậu Đức như đinh đóng cột nói. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng quay động cái cổ, nói rằng, hầu tử, chúng ta về nhà. Tốt liệt, lão đại, hầu tử cũng vừa vặn làm xong ghi chép không bao lâu. Diệp Thần Phong lại đi qua Diêu Tô Mạn bên cạnh thời gian. Nhẹ giọng nói rằng, Diêu cảnh quan, cái mông của ngươi sờ lên xúc cảm không tệ, lần sau còn có cơ hội như vậy, chớ quên tìm ta. Ngươi Diêu Tô Mạn sắc mặt chướng đến đỏ bừng, thế nhưng Chu Mậu Đức giàu gì cũng là của nàng thượng cấp mệnh lệnh nàng vẫn không thể cãi lời, huống hồ là chính cô ta muốn tắt đi máy theo dõi, như vậy chỉ có thể quái nàng tự làm tự chịu. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi hình bóng, cảm thụ được phần mông đến y nguyên nóng bỏng đau đớn. Diêu Tô Mạn lần này là hoàn toàn tướng Diệp Thần Phong xếp vào ác nhân danh sách chính giữa, hôm nay không riêng gì thân thể bị Diệp Thần Phong cho thấy hết, ngay cả phần mông cũng bị đối phương đánh qua sờ qua, điều này làm cho Diêu Tô Mạn tức thiếu chút nữa thổ huyết. Ở Diệp Thần Phong cùng hầu tử đi ra nam khu cảnh cục thời gian, Thiên Hải Long Nha hội tổng hội chỗ chính giữa một mảnh không khí trầm lặng. Hội trưởng Giang Nhất Long ngồi ở tổng hội chỗ chính giữa đại sảnh ương chỗ ngồi, trên mặt của hắn có nhất điều to lớn thẹo. Giờ này khắc này che lấp trong ánh mắt của toát ra tức giận hỏa quang. Đệ đệ của hắn đầu chọc lão bị người đánh cho nửa chết nửa sống tin tức đã là truyền về Long Nha hội, điều này làm cho hắn làm ca ca làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này.
Tuy rằng hắn biết đệ đệ của hắn sẽ chỉ ở bên ngoài gây chuyện thị phi, thế nhưng thân huynh đệ dù sao cũng là thân huynh đệ a. Coi như là đối phương làm chuyện giết người phóng hỏa tình, hắn cái này làm ca ca cũng phải vì đệ đệ đi chùi đít a. Các ngươi cái này bang phế vật, liền đệ đệ ta cũng chiếu khán không được. Lam Thiên Quán Ba có thể là chúng ta Long Nha hội phạm vi thế lực, chuyện này truyền ra ngoài, các ngươi muốn ta Giang Nhất Long khuôn mặt hướng tới đâu đặt. Giang Nhất Long từ trên ghế đứng lên, trợn mắt trừng trừng, hai mắt quét mắt một vòng trong đại sảnh mọi người, trong cổ họng chợt quát lên. Đứng ở Giang Nhất Long bên cạnh một người trung niên nam nhân, tên là Khâu Đông, đã từng ở trong bộ đội ngốc quá một đoạn thời gian, sau lại bởi vì đắc tội quan quân nhi tử bị đuổi ra khỏi bộ đội, sau đó ở cơ duyên xảo hợp dưới gia nhập Long Nha hội. Khâu Đông vẫn đối với Long Nha hội loại trạng thái này rất bất mãn, nhất là hội trưởng Giang Nhất Long vẫn vô điều kiện phóng túng đệ đệ của hắn đầu chọc lão ở bên ngoài lấn thiện sợ ác. Tuy rằng Khâu Đông hiện tại gia nhập vào thế lực dưới đất, thế nhưng thực chất bên trong còn lưu lại một ít quân nhân tinh thần. Hội trưởng, người của chúng ta truyền đến tin tức, hai người kia đã đi ra cảnh sát cục. Một gã Long Nha hội thành viên đi tới Giang Nhất Long trước mặt nói rằng. Giang Nhất Long trầm tư một lát sau, nói rằng, cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, đêm nay ta muốn để cho bọn họ biết đắc tội chúng ta Long Nha hội người, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đứng ở một bên Khâu Đông đêm nay trong lòng luôn cảm giác có chút hốt hoảng, hắn cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ, muốn mở miệng nhắc nhở Giang Nhất Long, nhưng nhìn đến Giang Nhất Long nộ không được minh bạch dáng dấp, đem muốn nói ra khỏi miệng lời nói lại nuốt xuống bụng bên trong. Tập hợp 50 danh huynh đệ, chuẩn bị một chút cùng đi. Chỉ là đối phó hai người mà thôi, Giang Nhất Long tịnh không có quá để ở trong lòng, khi hắn cho rằng kêu lên 50 danh Long Nha hội thành viên là dư giả. Chương 77, đứng đi tiểu đàn ông. Thiên Hải ban đêm, đường phố phồn hoa đèn đuốc sáng choang, hứa rất nhiều công việc ban ngày thành phần tri thức, đều sẽ chọn đến buổi tối đi ra buông lỏng một chút, theo thành phố sinh hoạt tiết tấu ngày càng nhanh hơn, mọi người áp lực cũng theo đó gia tăng. Diệp Thần Phong cùng Hầu Tử đứng ở Thiên Hải một tòa nổi danh trên cầu, lúc này trên cầu hành tẩu rất ít người, hai người bọn họ hai tay dựa vào kiều thạch trụ. Nhìn dưới cầu chảy xiết nước sông, Hầu Tử tướng giấu ở trong lòng mặt sự tình tố nói ra. Nguyên lai Hầu Tử cùng Diệp Thần Phong gặp không sai biệt lắm sự tình, ở hai ngày trước Hầu Tử cha mẹ của ở một hồi tai nạn xe cộ chính giữa bỏ mình, bất quá Hầu Tử cha mẹ tử, phía sau hẳn là không có có âm mưu gì đáng nói. Phụ thân của Hầu Tử tại gia bài hành lão đại, vốn là gia tộc xí nghiệp chính giữa một tay, mà theo Hầu Tử cha mẹ qua đời, hắn mấy cái thúc thúc đều không nhẫn nại được tính tình. Tướng gia tộc xí nghiệp chính giữa quyền lợi tranh đoạt đến song xuôi chính giữa. Hầu Tử gia gia từ lúc 5 năm trước tự qua đời, hắn mấy cái thúc thúc tranh đoạt hoàn quyền lợi sau, càng là không nói tình cảm tướng Hầu Tử ở biệt thự thu về, phụ mẫu vừa vặn qua đời cùng với mấy cái thúc thúc đối với hắn lãnh huyết, điều này làm cho Hầu Tử một lần có muốn chết ý niệm trong đầu. Hầu Tử nhớ kỹ phi thường rõ ràng, mấy cái thúc thúc lúc đó nói với hắn qua lời nói, ngươi ở trong mắt của chúng ta bất quá chỉ là nhất cái phế vật. Hiện tại ba mẹ của ngươi tử, sau đó ngươi tự sinh tự diệt đi. Vương gia chúng ta từ nay về sau không có ngươi nhân vật như thế. Lão đại, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Nếu để cho ba mẹ ta thấy ta cái này phó đức hạnh, nhất định sẽ rất thất vọng đi. Hầu Tử từ trên cầu nhặt lên một khối cục đá, dùng sức huy động cánh tay, hướng phía chảy xiết nước sông ném đi. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Hầu Tử vai, nói rằng, Hầu Tử, ngươi thật sự rất vô dụng. Ta ba mẹ cũng là ở tai nạn xe cộ chính giữa bỏ mình, người xem ta có giống như người muốn chết muốn sống sao? Chúng ta có thể làm chính là muốn sống càng thêm tốt, làm cho này mắt vừa được trên đỉnh đầu đi người xem thật kỹ một chút. Rốt cuộc ai mới là phế vật? Dùng Diệp Thần Phong năng lực bang Hầu Tử đoạt lại gia sản cùng với nắm trong tay xí nghiệp quyền lợi, hẳn không phải là một cái cỡ nào chuyện khó khăn, thế nhưng Diệp Thần Phong không muốn làm như vậy, hắn muốn xem đến Hầu Tử bằng vào năng lực của mình. Làm cho hắn mấy cái thúc thúc hoàn toàn hối hận. Hầu Tử, chuyện này ta sẽ không nhúng tay, ta mong muốn có một ngày ngươi có thể cho ngươi mấy cái thúc thúc đứng ở trước mặt tự mình xin lỗi ngươi, tự mình tướng đem nên thứ thuộc về ngươi trả lại cho ngươi. Diệp Thần Phong vỗ một cái trên cầu thạch trụ, hắn không biết lúc nào mới có thể tìm ra chế tạo cha mẹ hắn tai nạn xe cộ hung thủ. Thế nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng bây giờ còn không phải lúc, thực lực của hắn mới khó khăn lắm tứ cấp linh hồn lực. Vạn nhất đã biết hung thủ không có báo thành thù, trái lại tướng hắn tánh mạng của mình làm đi vào, vậy thật là không biết cái gọi là. Hầu Tử nhìn Diệp Thần Phong, lặng lẽ gật đầu, nói rằng, lão đại, ta biết ngươi cái này cũng là vì ta tốt,
ta hầu tử sống nhiều năm như vậy, cũng không có sống ra một điểm hình dạng tới, sau đó ta nhất định phải để cho ta mấy cái thúc thúc biết cái gì gọi là hối hận. Cái này mới đúng chứ. Hầu tử, chớ quên, chúng ta thế nhưng đứng đi tiểu tinh khiết đàn ông, sợ hãi rụt rè loại này biểu hiện, có thể không nên phát sinh ở chúng ta trên người. Hầu tử bởi vì là Diệp Thần Phong huynh đệ, Diệp Thần Phong mới có thể dốc hết sức khai đạo, thay đổi người khác hắn kia tới dáng vẻ như vậy kiên trì. Đại buổi tối đứng ở trên cầu ăn không khí. Đối, lão đại, chúng ta là đứng ở đi tiểu đàn ông. Hầu tử hướng phía dưới cầu nơi chảy xiết nước sông, xả tiếng nói giống to, muốn đem đau đớn trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chúng ta là đứng đi tiểu đàn ông, chúng ta là đứng đi tiểu đàn ông. Hầu tử một lần quát, thẳng đến tiếng nói ách, trong thân thể không có lực lượng mới dừng lại tới, nhìn đứng ở một bên Diệp Thần Phong. Trong lòng thầm nghĩ, ta hầu tử cái mạng này sau này sẽ là lão đại của ngươi, ngươi là ta hầu tử đời này duy nhất công nhận lão đại. A, đứng đi tiểu đàn ông, các ngươi rất nhanh liền mệnh đều nếu không có, bất quá trước lúc này ta sẽ trước đem hai người các ngươi nửa người dưới đồ chơi kia cắt bỏ, nhận thấy gặp các ngươi còn thế nào đứng đi tiểu. 20 mấy lượng hắc sắc bánh mì xa dừng ở Diệp Thần Phong cùng hầu tử trước mặt, khuôn mặt trên có đạo dữ tợn hết sức dấu vết Giang Nhất Long, từ bánh mì trên xe đi xuống. Nhìn Diệp Thần Phong cùng hầu tử khinh thường nói, rất rõ ràng hắn nghe được hầu tử vừa rồi phát tiết thời gian gào thét. Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc, nhún vai, khuôn mặt đến vẫn là phong đạm vân khinh thần tình, hỏi các ngươi là ai? Là Long Nha Hội. Diệp Thần Phong nhớ kỹ đầu chọc lão nói qua ca ca của hắn là Long Nha Hội hội trưởng, trước mắt những khí thế hung hăng người, vừa nhìn trang phục cùng ăn mặc cũng biết là thuộc về thế lực dưới đất người, cho nên 89 phần 10 là Long Nha Hội đám ô hợp. Tiểu tử ngươi thật thông minh, có điểm ánh mắt, ta chính là Long Nha Hội hội trưởng Giang Nhất Long, là các ngươi đã thương đệ đệ của ta. Giang Nhất Long khí phách 10 phần, đứng phía sau 50 danh thủ hạ chính là của hắn sức mạnh, thì là đối phương là một cái thân thủ không tệ đánh nhau hảo thủ, chẳng lẽ vẫn có thể đánh thắng phía sau hắn 50 người. Cái này chỉ do là ở vô nghĩa. Đã thương đệ đệ của ngươi, Diệp Thần Phong gương mặt mờ mịt, tay phải từ trong túi móc ra nhất cái tiền xu. Nhắm ngay Giang Nhất Long đúng quần trong bay đi, tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không có phản ứng qua đây. Xì một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó Giang Nhất Long cổ họng chính giữa phát ra thấm người tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn đúng quần trong loáng thoáng có máu tươi ở chảy ra. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta có đúng hay không đả thương đệ đệ của ngươi sao? Hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, tiểu đệ đệ của ngươi bị ta phế đi. Diệp Thần Phong hoàn toàn là ở giả vờ ngây ngốc. Một bên hầu tử liên tục ở trong lòng hô đạo, lão đại Ngưu B.A. Lão đại Ngưu B.A. Hầu tử nhìn ô trong quần Giang Nhất Long, nói rằng, xem ra ngươi bây giờ muốn làm đứng đi tiểu đàn ông đều không được, ai, ngươi thực sự không nên đắc tội lão đại của ta a. Giang Nhất Long sau lưng một đám thủ hạ qua một lát mới phản ứng được, đứng ở Giang Nhất Long bên cạnh Khâu Đông đỡ biến thành thái giám Giang Nhất Long, hắn trong lòng kinh hồn bạt vía. Dùng nhãn lực của hắn, hắn biết trước mặt người thanh niên này tuyệt đối đều không phải một cái phổ thông nhân vật. Chỉ cần là tay không ném tiền xu là có thể đả thương người. Đây không phải là chỉ có trong phim ảnh cao thủ võ lâm mới có thể làm được sao? Tiểu đệ đệ bị phế, đối Giang Nhất Long mà nói là trên thân thể cùng tâm hồn hai loại tàn phá, điều này đại biểu hắn sau đó không bao giờ. Nữa có thể bính nữ nhân, không bao giờ. Nữa có thể hưởng thụ cái loại này thần tiên dường như cảm giác. Đây đối với một cái tâm lý nam nhân bình thường mà nói là một cái không thể chịu đựng được sự tình. Ngừng đầu, Giang Nhất Long sắc mặt xấu xí hết sức, trên mặt to lớn dấu vết dường như nhất điều nhúc nhích run, làm cho nhìn cảm giác vô cùng buồn nôn, nguyên bản hắn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết Diệp Thần Phong hai người bọn họ, cho nên ở ngay từ đầu mới không có làm cho thủ hạ của hắn lập tức cầm dưới hai người này, ai biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Hiện tại hắn thật muốn đem Diệp Thần Phong rút gân lột ra, cũng không có thể đủ tiêu trừ hắn trong lòng phẫn nộ a. Chương 78, Long Nha Hội vây chắn. Cho hai người các ngươi lựa chọn, một là lập tức từ trước mặt chúng ta tiêu thất, hai là Long Nha Hội từ đêm nay khởi triệt để từ Thiên Hải tiêu thất. Diệp Thần Phong lãnh đạm quát dẹp đường, đối với những không trường ánh mắt sắc rưởi, hắn không để ý làm một hồi sạch sẽ công, giúp Thiên Hải điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Tiểu tử này chớ không phải là đầu có chuyện đi, 8 phần 10 là được thất tâm điên. Đầu năm nay cái gì A Miu A Cẩu đều cho là mình là siêu nhân rồi. Hắn đến cũng muốn nhìn có không có đem nội khố xuyên ở bên ngoài A.
Giang Nhất Long sau lưng 50 danh thủ hạ một đám ở trong lòng khinh thường cười nhạo nói, tuy rằng vừa rồi Diệp Thần Phong ném tiền xu thủ đoạn quả thật làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh rồi, thế nhưng có câu không phải như vậy nói mà. Song quyền nan địch tứ thủ, thân thủ của ngươi như thế nào đi nữa ngưu bê, có thể một người làm ngã 50 người sao? Đây không phải là mở thiên đại quốc tế vui đùa sao? Giang Nhất Long cong lưng, đúng quần trong đau đớn, làm cho hắn trong lòng lửa giận một cái kình đi lên tăng vọt, dưới chân bước tiến lui về phía sau vài bước, quát dẹp đường, các ngươi lên cho ta, lưu hắn một hơi thở, ta muốn tự mình đạp bộc hắn đồ chơi kia. Đứng ở Giang Nhất Long bên cạnh Khâu Đông muốn mở miệng ngăn cản, cũng đã là không còn kịp rồi, chỉ thấy 50 danh Long Nha hội thành viên sôi nổi xuất ra khảm đao hoặc thiết côn, cổ họng trong la lên lộn xộn ngôn ngữ, hướng phía Diệp Thần Phong vào tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Diệp Thần Phong đã cho bọn hắn đường lui, ai biết đám người này thật đúng là không biết chết sống. Trên mặt thần sắc trở nên càng thêm lạnh như băng, Diệp Thần Phong thân ảnh dường như một đạo thiểm điện, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền vọt vào Long Nha hội đoàn người ở giữa, đoạt lấy một gã Long Nha hội thành viên trong tay thiết côn, cánh tay liên tục huy động, thiết côn ở trong không khí lưu dưới từng đạo tàn ảnh, ngay sau đó chỉ nghe thấy răng rắc giòn tiếng vang, phàm là bị thiết côn đánh trúng người, trên người đầu khớp xương sôi nổi gãy, một đám té trên mặt đất cổ họng trong phát sinh thống khổ tiếng gào. Diệp Thần Phong như cấp tốc chạy trốn chính giữa liệp báo, ở Long Nha hội đoàn người ở giữa nơi thoáng động, có thể dùng đối phương căn bản không có cách gì chính xác bắt được thân ảnh của hắn, làm cho công kích của đối phương lần lượt thất bại, bởi là hỗn chiến, Long Nha hội đoàn người đều chen ở cùng nơi, bọn họ rất lâu không có công kích đến Diệp Thần Phong, trái lại công kích đến bọn họ người của chính mình. Mới 2 phân trung tả hữu thời gian, 50 danh tên côn đồ đã xóa hơn phân nửa, còn dư lại những tên côn đồ đình chỉ công kích. Một đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ bây giờ mới biết vừa rồi trong lòng đối Diệp Thần Phong cười nhạo là cỡ nào vô tri, đối phương quả thực chính là trời xanh một thành viên dũng tướng, có thể dùng sát thần cái từ ngữ này để hình dung càng thêm thỏa đáng một ít. Diệp Thần Phong bây giờ linh hồn lực tuy rằng chỉ có cấp 4 trình độ, thế nhưng đời trước hắn không có thiếu tiếp thụ qua hỗn chiến huấn luyện, ở hỗn chiến chính giữa, đặc biệt muốn dùng quả địch chúng. Tốc độ của ngươi nhất định phải phát huy đến mức tận cùng, nói như vậy nhiều người nhất phương ngược lại sẽ biến thành hoàn cảnh xấu, chính cái gọi là nhiều người tai tạp mà. Ngươi người nhiều hơn nữa có ích lợi gì, công kích không được địch nhân cái gì đều là uổng phí. Đứng ở đoàn người sau Giang Nhất Long, khuôn mặt thượng bởi đau đớn trở nên dữ tợn sắc mặt tức khắc cứng lên, nguyên bản hắn ở trong lòng suy nghĩ muốn thế nào dằn vặt Diệp Thần Phong mới có thể hết giận. Ai biết sự tình một lần lại một lần vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này còn là một người có thể biểu hiện ra sức chiến đấu sao? Mà còn thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng không giống như là một cái nhân vật hung ác, ngã giống là một cái không hơn không kém mặt trắng nhỏ, tiếc rằng cái này cụ mặt trắng nhỏ trong thân thể mà ẩn núp chiến thần lực lượng. Đồng dạng đứng sau lưng Diệp Thần Phong hầu tử cũng nhìn ngây người, hắn tuy rằng đã kiến thức qua lão đại của mình thân thủ, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ hắn lão đại thân thủ mà đạt tới như vậy như bài cảnh giới. Thật là làm cho hầu tử trong lòng không ngừng hâm mộ a. Giờ khắc này hắn đã quyết định, sau đó nhất định phải để cho lão đại của hắn truyền thụ hắn mấy chiêu, sau đó đi ra ngoài cũng tốt hù hù người mà. Lão đại uy vũ, lão đại ngưu bê, hầu tử sau lưng Diệp Thần Phong thể hiện khởi kẻ dở hơi, mà đương khởi thêm dầu hoan hô đội cổ động viên tới. Giang Nhất Long ở trước tiên nội bấm điện thoại, làm cho Long Nha hội còn dư lại toàn thể thành viên lập tức xuất động tới nơi này cứu viện. Dùng lúc này tình thế lại phát triển tiếp lời nói, hắn Giang Nhất Long mệnh bảo không giữ được cũng khó nói. Hội trưởng, nếu không chúng ta cùng tách ra đi. Khâu Đông dầu gì cũng là ở trong quân đội ngốc quá một đoạn thời gian, hắn từ Diệp Thần Phong trên người có thể cảm giác được một luồng sở hướng bế nghệ khí thế, quang là cái này luồng khí thế để hắn một lòng nguội lạnh cái thấu triệt. Khâu Đông, ngươi rốt cuộc còn có đúng hay không Long Nha hội thành viên? Ngươi cũng đừng quên, mấy năm nay ta đối với ngươi cũng không bạc a. Giang Nhất Long cố nén nửa người dưới đau đớn, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Khâu Đông. Khâu Đông ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, mấy năm nay hắn cũng giúp Long Nha hội đã làm nhiều lần vi phạm lương tâm sự tình, nói thật đi hắn thật đúng là không ngờ ở Long Nha hội đợi đi xuống ư. Hắn có một loại dự cảm tối nay là Long Nha hội ngập đầu tai ương. Nếu các ngươi làm ra người thứ hai lựa chọn, như vậy ta cũng không thể cho các ngươi thất vọng, từ đêm nay khởi các ngươi Long Nha hội cũng không cần phải ở Thiên Hải tồn tại.
Diệp Thần Phong ở trong thân thể tản mát ra một luồng thấm người lãnh đạm, hắn đã không hề dự định lưu thủ. Chậm đã huynh đệ, có chuyện chúng ta có thể hảo hảo nói mà. Giang Nhất Long đau đến giữ tợn khuôn mặt thượng, miễn cưỡng nặn ra một ít nụ cười khó coi, ở cứu viện còn chưa tới trước, hắn nhất định phải kéo dài thời gian. Đối với những người này đức hạnh, Diệp Thần Phong không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được trong lòng bọn họ mặt ở động cái gì suy nghĩ. Nhún vai, trêu đùa hỏi, các ngươi là đang đợi trợ giúp. Lẽ nào ngươi cho là trợ giúp đến, các ngươi tự được cứu rồi sao? Nhất Bang vô tri rác rưởi. Giang Nhất Long sắc mặt trầm xuống, nguyên bản trong miệng lời nói tạp ở cổ họng bên trong, hắn hiện ở trong lòng có chút hối hận, vì giúp hắn đệ đệ của mình báo thù, không chỉ khiến cho hắn nửa đời sau lại cũng vô pháp hưởng thụ nữ nhân, còn làm cho hắn Long Nha Hội tổn thất như vậy thảm trọng, thật là tiền mất tật mang a. Xa xa xe cộ tiếng oanh minh ở từ từ tới gần, vừa nghe là có thể phân biệt ra được là rất nhiều xe cộ tập trung chạy ở chung với nhau, Giang Nhất Long trên mặt bất an biến mất vô ảnh vô tung, hắn biết sự trợ giúp của hắn đến, Long Nha Hội từ trên xuống dưới thế nhưng có 400 người tả hữu. Diệp Thần Phong tuy rằng có thể lấy một địch 50, chẳng lẽ vẫn có thể lấy một địch 100 sao? Cái này căn bản không phải nhân loại là có thể làm được đi. Coi như là quốc gia bộ đội đặc chủng trong bộ đội thành viên phỏng chừng cũng không có năng lực này. Ta ngã muốn nhìn thân thủ của ngươi rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào. Ta Long Nha Hội tối nay là toàn bộ xào xuất động, thì là đến Diêm Vương Điện, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Giang Nhất Long khuôn mặt thượng lộ ra điên cuồng biểu tình, hắn hiện ở trong lòng lại có một cái mới tìm cách, hắn muốn tự mình tướng Diệp Thần Phong thân thể dùng khảm đao chặt thành thịt nát, sau đó làm thành người thịt viên cho chó ăn. Chương 79, cường hãn đến nhượng người tan vỡ thân thủ. Giang Nhất Long vừa dứt lời, hơn 10 lượng bánh mì xa rừng ở rộng rãi trên cầu, từ bánh mì trên xe đi xuống không dưới 200 người, một đám khí thế hung hăng, trong tay cầm đủ loại quản chế vũ khí. May mà Diệp Thần Phong bọn họ chỗ ở cầu tương đối lệch, qua lại người đi đường ít vô cùng, cho dù có người nhìn thấy phỏng chừng cũng sẽ không báo cảnh sát, dù sao lại không mắc mớ gì đến bọn họ. Vạn nhất báo cảnh sát rước họa vào thân có thể thì phiền toái, hôm nay xã hội này có dũng khí thấy việc nghĩa hăng hái làm người là càng ngày càng ít. Đông nghịt trong đám người ba tầng bên ngoài ba tầng tướng Diệp Thần Phong bọn họ vây lại, một gã thân thể to tráng trung niên nam nhân, nhìn ô trong quần Giang Nhất Long, vội vã đi lên trước hỏi, hội trưởng, người đây là. Tên này trung niên nam nhân biệt hiệu là chó điên, tại Long Nha Hội chính giữa cũng coi là Giang Nhất Long tả hữu cánh tay, thái độ làm người tàn nhẫn hết sức. Chết ở trên tay hắn người 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Chó điên gặp Giang Nhất Long mặt âm trầm không nói lời nào, kết hợp Giang Nhất Long đúng quần trong vết máu, hắn đại khái đoán được một ít gì, quay đầu nhìn Khâu Đông hỏi, rốt cuộc là thế nào một hồi sự tình. Khâu Đông tướng đại khái sự tình nói một lần, đương nhiên hắn đặc biệt nhấn mạnh Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, cuối cùng hắn còn nói ra trong lòng mình ý kiến, chuyện này tốt nhất là hòa bình giải quyết. Mặt âm trầm Giang Nhất Long tức khắc nổi giận. Khâu Đông đêm nay đã không chỉ một lần đề cập tới muốn giải hòa, hôm nay là hắn Giang Nhất Long của quý bị đánh bể, hắn là càng xem Khâu Đông vượt qua khó chịu. Khâu Đông, từ giờ khắc này ngươi không còn là Long Nha Hội thành viên, chờ chúng ta thu thập xong hai người bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Giang Nhất Long nộ đỏ mặt quát dẹp đường. Hội trưởng nói đúng, chúng ta Long Nha Hội cũng không có loại này không giảng nghĩa khí hỗn đản. Chó điên lè lưỡi liếm môi một cái. Trong đôi mắt thần sắc tràn đầy là máu vị đạo, hắn cũng sớm đã nhìn Khâu Đông khó chịu nhanh, vừa vặn thừa cơ hội này tướng Khâu Đông làm một trận rơi, bất quá dưới mắt hắn tướng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần Phong. Đứng ở một bên Khâu Đông trong lòng một trận cười nhạt, hắn biết Long Nha Hội loại hành vi này đơn giản là đang tự tìm đường chết, biết rõ phía trước là vách núi còn muốn dẫn các huynh đệ cùng nơi nhảy xuống, cái này cũng không là nghĩa khí là ngươi hẳn là nghĩ thế nào nhường các huynh đệ sống sót. Rất rõ ràng Giang Nhất Long hoàn toàn bị phẫn nộ xung hôn đầu óc. Diệp Thần Phong sau lưng hầu tử chăn trước mấy trăm người trận thế hù dọa, cổ họng trong khô khốc khó khăn chịu đựng, không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, lão đại rốt cuộc có thể hay không đủ đối phó được nhiều người như vậy. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám cùng chúng ta Long Nha Hội đối nghịch. Thì là ngươi có cửu cái mạng cũng thiếu sống. Chó điên đánh giá cách đó không xa Diệp Thần Phong, trong tròng mắt hiện lên một ít kiêng kỵ. Hắn cũng không phải ngu ngốc, có thể một người đối phó 50 danh Long Nha Hội thành viên, thân thủ khẳng định không đơn giản. Bất quá chó điên trong lòng cũng không có quá lớn lo lắng, hắn thế nhưng tướng Long Nha Hội thành viên toàn bộ mang ra ngoài, lẽ nào đối phương thật có thể đủ tới một cái trăm người chém sao?
Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng là đạm nhiên dáng tươi cười, nói rằng, các ngươi tới vừa vặn, tiết kiệm ta đi tìm các ngươi, ta đã quyết định, đêm nay qua đi Long Nha hội cũng sẽ không tại Thiên Hải xuất hiện. Ha ha ha, chó điên trong miệng lớn tiếng cuồng tiếu lên, hắn phảng phất nghe được trên cái thế giới này hay nhất cười cười nhạo thông thường, từ phía sau lưng rút ra ra nắm khai sơn khảm đao, mũi đao chỉ vào Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, lão tử trước đây dẫn theo khảm đao lúc giết người, ngươi còn đang uống sữa ư. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng, như nở rộ cực nóng sa mạc chính giữa băng tuyết liên, chó điên chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Thần Phong thân ảnh tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Thần Phong quả đấm cầm khai sơn khảm đao lưỡi dao, ca, 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 chó điên trong tay mới tinh khảm đao biến thành một đoạn tiệt lưỡi dao, tán rơi vào trên mặt đất. Chó điên khẽ nhếch miệng, khuôn mặt thượng tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí là liền hô hấp đều quên, thẳng đến Diệp Thần Phong thanh âm lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai của hắn, ta muốn giết chết ngươi. Quả thực cùng nghiền tử một con kiến không có bất kỳ khác biệt gì, cho nên không nên hoài nghi ta nói qua mỗi một câu nói cùng mỗi một chữ. Chó điên một cái lảo đảo, không kiềm hãm được lui về phía sau hai bước, cổ họng trong lắp bắp quát dẹp đường, cho, lên cho ta, lên cho ta. Chó điên lúc này là tự mình lĩnh hội đến Diệp Thần Phong chỗ đáng sợ, bất quá may mà hắn cái này nơi có vài trăm người đâu. Đầu năm nay có thể không lưu hành cái gì đơn đả độc đấu. Hắn tin tưởng coi như là Long Nha hội thành viên mỗi người khảm dưới một đao, Diệp Thần Phong khẳng định tựu không thể chống đỡ được. Đông nghịt đoàn người hướng phía Diệp Thần Phong công tới, Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng vẫn là phong đạm vân khinh, trong cơ thể tướng tứ cấp linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, mấy trăm người vây đánh có thể không bằng 50 người vây công, Diệp Thần Phong nhất định phải phát huy ra toàn bộ thực lực tới, bằng không nói không chừng thật đúng là hội tại cống ngầm trong lật thuyền ư. Giết, giết! Giết hô đánh tiếng kêu đầy dẫy tại trong bóng đêm đen nhánh. Diệp Thần Phong dường như trong bóng đêm u linh, mỗi đến một nơi tất sẽ có hơn 10 người Long Nha hội thành viên ngã đất không dậy nổi, hắn trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái ý niệm trong đầu, hắn đều không phải muốn tổ kiến thế lực của mình sao. Nếu như có thể thu phục Long Nha hội ư, dùng Long Nha hội làm cơ sở, sau đó phát triển nhất định sẽ đơn giản nhiều, bất quá giống Giang Nhất Long, chó điên người như thế nhất định là không lưu được. Phanh một tiếng. Một gã Long Nha hội thành viên tránh ra Diệp Thần Phong công kích, dẫn đến Diệp Thần Phong một cước trực tiếp đá vào bánh mì xa trên cửa xe tức khắc lõm đi vào nhất đại khối. Loại này đánh cường độ là nhân loại có thể phát huy được sao? Chó điên cùng với Giang Nhất Long nhìn mí mắt trực khiêu, bọn họ hiện tại mới toán minh bạch mình là chọc một vị Diêm Vương ra, bất quá lúc này bọn họ đã không đường có thể lui. Mặc dù là đã sớm đoán được cái kết quả này Khâu Đông, khi nhìn đến Diệp Thần Phong kinh người như vậy lực phá hoại sau, nhất trái tim cũng là thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, hắn rốt cuộc là ai? Khâu Đông bản năng cho rằng Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải là một người bình thường. Diệp Thần Phong là càng đánh càng hăng, ở trong thân thể lực lượng tại vô cùng tiêu hao, một người đối chiến tam 400 người, cái này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Mồ hôi hột không ngừng xẹt qua gương mặt, Diệp Thần Phong trong mũi khí tức có chút hỗn loạn, thế nhưng mỗi một lần xuất thủ chiêu thức là càng ngày càng sắc bén, trong không khí không ngừng quanh quẩn răng rắc tiếng xương gãy. Ngắn ngủi thập phần chung, đã có sắp tới 100 người ngã đất không dậy nổi, với lại loại này tình thế còn đang không ngừng phát triển tiếp, điều này làm cho Giang Nhất Long cùng chó điên hoàn toàn tuyệt vọng, hai người bọn họ đối Diệp Thần Phong thực lực ước định là một lần thất sách. Hầu tử cả người dường như hóa đá, thì là tại trong phim ảnh loại này tràng cảnh cũng là rất ít nhìn thấy a. Đêm nay lại chân thực phát sinh ở trước mặt của hắn, với lại diễn viên hay là hắn trong lòng nhất nghiêu bài lão đại, giờ khắc này tâm tình của hắn thật không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Ta đã nói rồi, đêm nay sau đó Long Nha hội không cần thiết tại Thiên Hải tồn tại. Diệp Thần Phong cổ họng trong chợt quát lên, trong nháy mắt gian công phu, Long Nha hội vẫn có thể đứng thành viên chỉ còn lại có 100 người tả hữu, với lại không có bất cứ người nào có dũng khí kế tục hướng Diệp Thần Phong công kích. Diệp Thần Phong bày ra thực lực, đơn giản là nhường Long Nha hội từ trên xuống dưới tất cả mọi người hỏng mất, bọn họ thậm chí cảm giác được cùng mình đối chiến là tử thần, căn bản cũng không thuộc về nhân loại phạm trù. Chương 80, tự cho là thông minh. Diệp Thần Phong phía sau quần áo đều bị mồ hôi cho thấm ướt, mạnh mẽ hai con ngươi chính giữa tràn đầy dày đặc sắc bén, trên người có vài chỗ vật liệu may mặc trong lúc hỗn loạn bị Long Nha hội thành viên cho phá vỡ, bất quá may mà không có thương tổn đến da. Thế nào? Lẽ nào các ngươi còn muốn phải tiếp tục sao? Diệp Thần Phong lạnh giọng quát dẹp đường,
ngược lại khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói rằng, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ta vừa vặn muốn tổ kiến thế lực của mình, hiện tại các ngươi hoặc là tử, hoặc là quy thuận, không có con đường thứ ba lưu cho các ngươi lựa chọn. Buổi tối gió lạnh thổi qua, còn dư lại vẫn có thể đứng Long Nha hội thành viên, bọn họ cầm khảm đao hoặc thiết côn tay đều đang run rẩy, bọn họ thật sự là không có dũng khí cùng Diệp Thần Phong đối chiến, thực lực của đối phương quả thực ngạnh sinh sinh vung bọn họ mười mấy con phố ư. Những Long Nha hội thành viên tuy rằng mỗi ngày qua lưỡi dao liếm máu ngày, thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không sợ chết a. Đứng ở phía sau nơi hai tay bụng trong quần Giang Nhất Long, rậm rạp hai trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường, khom người rất cung kính hướng phía Diệp Thần Phong đi tới, trong miệng vừa nói, muốn chúng ta quy thuận cũng không phải là không thể được, có ngài như vậy thân thủ cường hãn người làm chúng ta hội trưởng, đó là chúng ta đời này lớn nhất quang vinh a. Diệp Thần Phong hai con người trước sau nhìn chăm chú vào Giang Nhất Long, đối phương trước sau tương phản thật sự là quá lớn, điều này làm cho Diệp Thần Phong phải đề cao cảnh giác. Giang Nhất Long đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, chúng ta cùng ngài thuần túy là đánh nhau xong mới thành bằng hữu mà. Sau đó có ngài dẫn theo chúng ta Long Nha hội, tuyệt đối có thể nhượng Long Nha hội tại Thiên Hải phát dương quang đại. Phía sau một đám Long Nha hội thành viên một đám trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bọn họ đều là theo Giang Nhất Long thật nhiều năm huynh đệ, tại bọn họ nhận thức chính giữa Giang Nhất Long có thể đều không phải một cái hội đơn giản cúi đầu người, cho nên trong lòng bọn họ đều nghĩ đến hội trưởng cái này là hát kia nhất ra. Chỉ thấy Giang Nhất Long tay phải nói chàng Giang Đại Hải duỗi hướng thắt lưng gian, chặt chẽ đón rút ra nắm sắc bén dao găm rời tay ra, hướng phía Diệp Thần Phong cổ họng miệng bay bắn đi. Giang Nhất Long bình thường trong lúc rảnh rỗi thời gian thích luyện một chút phi tiêu các loại, phi tiêu kỹ thuật là phi thường tinh chuẩn, mắt thấy sắc bén dao găm muốn đâm vào Diệp Thần Phong cổ họng chính giữa, Giang Nhất Long dường như đã có thể nghĩ đến đối phương cổ họng miệng máu tươi tiêu bắn hình ảnh. Khóe miệng lộ ra một đạo điên cuồng thả lại tàn thần dáng tươi cười. Ha ha ha, cổ họng chính giữa lớn tiếng cười lên, Giang Nhất Long tâm tình không khống chế được quát dẹp đường, tiểu tử, cùng ta so với ngươi còn non được rất ư. Thân thủ tốt thì như thế nào, cuối cùng cũng muốn chết tại ta Giang Nhất Long tay thượng. Kiếp sau đầu thai thời gian, Giang Nhất Long thanh âm hơi ngừng, miệng mong chờ trương có thể bỏ vào dưới nhất khỏa trứng gà, dao găm mũi đao cách Diệp Thần Phong cổ họng chỉ còn 5 cm thời gian. Cả bả dao găm tức khắc đình tại giữa không trung, dường như trong không khí có một luồng lực cản ngăn trở nó tiến tới đường đi. Chỉ thấy dao găm ngừng lại đồng thời tới một cái 180 độ đại chuyển biến, mũi đao trái lại nhắm ngay Giang Nhất Long cổ họng, hướng phía Giang Nhất Long bay bắn đi. Giang Nhất Long tốc độ phản ứng phi thường cực nhanh, tại cái khác người còn đang ngây người thời gian, hắn nắm lấy bên cạnh chó điên, chắn trước mặt của mình. Xì một tiếng. Dao găm chút nào không lưu tình không có vào chó điên cổ họng chính giữa, ấm áp máu tươi phun đi ra, vì đen kịt bóng đêm tăng thêm một vòng tia sáng kỳ dị. Chó điên hai tay bụng phun máu tươi cổ họng, quay đầu nhìn Giang Nhất Long, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong miệng chật vật hỏi, hội trưởng, ngươi vì sao muốn? Lời còn chưa nói hết, chó điên nghiêng đầu một cái, trong ánh mắt mất đi sinh cơ, cả người đã là khí tuyệt bỏ mình. Linh hồn lực đến cấp 4 Diệp Thần Phong có thể bước đầu tướng lực lượng phóng ra ngoài, mặc dù nói phóng ra ngoài linh hồn lực đối với Diệp Thần Phong tiêu hao phi thường to lớn, thế nhưng khống chế nắm dao găm quỹ tích vận hành còn là miễn cưỡng có thể. Dao găm thình lình xảy ra thay đổi phương hướng, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều cho là mình là đang nằm mơ, Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối căn bản cũng không có đụng tới dao găm, như vậy chuyện này lại giải thích thế nào ư? Chẳng lẽ là thần tiên? Lẽ nào Diệp Thần Phong là thần tiên? Cái này là những Long Nha hội thành viên ý nghĩ đầu tiên, ngoại trừ cái ý nghĩ này giải thích bên ngoài, bọn họ nghĩ không ra cái khác càng hợp lý giải thích. Diệp Thần Phong sau lưng hầu tử kích động hưng phấn đỏ lên khuôn mặt, hắn phát giác lão đại của hắn là càng ngày càng thần bí, không chỉ một người có thể một mình đấu tam 400 người, nhưng lại có thể thi triển ra loại này thần tiên thủ đoạn tới. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên một vòng châm chọc dáng tươi cười. Từng bước hướng phía Giang Nhất Long tới gần, hỏi thế nào? Ngươi bây giờ là điều không phải rất thất vọng, bất quá ta rất nhanh thì hội tống ngươi đi địa ngục, nơi nào mới là chân chính thuộc về địa phương của ngươi. Giang Nhất Long thân thể tê liệt ngồi ở trên cầu, cả khuôn mặt thượng hiện đầy khủng hoảng, trong miệng nói lắp bắp thỉnh ngài cho. Nữa ta một lần cơ hội, thỉnh ngài cho. Nữa ta một lần cơ hội, ta sau đó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới. Diệp Thần Phong nhún vai,
hướng về phía vẫn còn ngây người chính giữa sở hữu Long Nha hội thành viên nói rằng, cái này chính là của các ngươi hội trưởng, các ngươi nói ta nên buông tha hắn sao? Tại trong lúc nguy cấp cư nhiên dùng huynh đệ mình thân thể để che dao nhỏ, nói không chừng dưới một người chính là ngươi, ngươi, ngươi. Diệp Thần Phong liên tiếp chỉ ba cái Long Nha hội thành viên. Không thể nghi ngờ, Diệp Thần Phong lời nói này vô cùng có sức thuyết phục, những Long Nha hội thành viên lại không phải người ngu. Khi nhìn rõ Sở Giang Nhất Long diện mục chân thật sau, một đám trong lòng tức khắc dâng lên cuồn cuộn ngất trời thịnh nộ, thậm chí đã có người đang xoa tay. Nếu các ngươi thấy rõ ràng hắn chân diện mục, hiện tại còn chờ cái gì? Còn không mau động thủ, Diệp Thần Phong giọng nói bình thản cực kỳ, Giang Nhất Long tính mệnh sẽ để lại cho Long Nha hội những thành viên này giải quyết đi. Bị bản thân đã từng chính là thủ hạ giết chết, Giang Nhất Long nhất định sẽ rất thoải mái đi. Giang Nhất Long hoảng sợ không ngừng rút lui, trong miệng liền liền nói, không nên, không nên, ta là hội trưởng của các ngươi, ta là hội trưởng của các ngươi. Hội trưởng ngươi cái cẩu lông, các huynh đệ, chúng ta thượng, giống người như vậy căn bản không xứng làm ta hội trưởng. Chúng ta mấy năm nay quả thực là mắt bị mù, nhất định phải nhiều khảm thượng vài đao mới có thể nguôi giận. Theo 4-5 người đi đầu, còn dư lại vẫn có thể đứng Long Nha hội thành viên. Một đám vung vẩy khảm đao hoặc thiết côn, hướng phía Giang Nhất Long trên người đánh tới. A đậm đặc trong bóng đêm quanh quẩn Giang Nhất Long tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Những Long Nha hội thành viên quả thực là giết cặp mắt đỏ lên, không bao lâu thời gian, Giang Nhất Long thân thể đã bị khảm thành thịt vụn, là tử không thể đủ lại tử. Giang Nhất Long cùng chó điên hai người kia, Diệp Thần Phong nguyên bản không có ý định nhường hai người bọn họ sống, người như vậy lưu lại sẽ chỉ là một cái tai họa ngầm. Hắn có thể không có nuôi hội cắn lại chủ nhân một hơi ác cẩu tập quán. Diệp Thần Phong trong miệng thở ra một hơi thở, nhìn xa xa cảnh đêm, Long Nha hội sẽ là hắn xưng bá thiên hải bước đầu tiên. Hắn biết mặc kệ tại bất kỳ một cái nào thời đại, không có một mình chiến đấu hăng hái cường giả thuộc hạ nhất định phải có một nhóm tự nguyện vì hắn liều mạng dũng sĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.